Kinh văn có đến 500 người đang dừng ở trong đó, tán rằng đây là tụng về người ở đông đúc. Kinh văn chim ó ưng diều cát tới cũng hoành hành sông sáo, tán rằng dưới là đoạn thứ ba có 29 tụng nói về các phương tai họa giấy lên chia làm 3 phần. 17 tụng rưỡi đầu là thuyết minh chung về tướng biến quái của trùng quỷ. 10 tụng rưỡi thuyết minh riêng về lý do phân khởi trùng tạp của trùng quỷ. 1 tụng cuối kết thành nạn trên, thuyết minh chung về biến quái, tức là phân tích chung về 10 tướng phiền não. Thuyết minh riêng về phân khởi, tức là thuyết minh riêng về hoặc tướng của tam giới. Trường hàng tai khởi chỉ thuyết lửa thiêu, này thêm trùng quỷ. Thuyết các ác tướng vì muốn khiến các chúng sinh ghét sợ sâu sắc, như ba thứ độc vân vân cần phải chê trách, cho nên đặt ra đủ thứ tên. Trong phần đầu lại chia làm 3, 6 tụng thuyết minh về chim quái, trùng độc, vì hơi trì độn nên ví với 5 thứ là tham vân vân. 10 tụng thuyết minh về thần linh quỷ dị vì nhanh nhẹn hơn nên ví với ngũ kiến. 1 tụng rưỡi kết luận chung về 2 mục này. Trong phần đầu này lại có 2, 5 tụng rưỡi là thuyết minh riêng, một nửa tụng là kết luận. Văn đầu chia 5, 1 nửa tụng đầu dụ về tham, 2 1 tụng rưỡi dụ về sân, 3 1 tụng dụ về si, 4 1 tụng dụ về nghi, 5 1 tụng rưỡi dụ về mạn. Đây là phần đầu và phần thứ hai, trong này phối thuộc không có giáo văn riêng, cứ theo hành tướng tương ứng thì nghĩa phối hợp với nhau, thuận theo thời cổ là như thế, luận vốn chẳng giải thích. Vì lý chẳng cần thế, nghĩa phù thuận nên không hẳn chẳng phải như thế. Tham ái có 4. 1. Hiện hữu ái. 2. Hậu hữu ái. 3. Tham hỷ câu hành ái. 4. Bỉ bỉ hỷ lạc ái. Đều căn cứ vào hành tướng riêng vì thể hiện ra có thể thấy được. Cắt ưng ó diều theo thứ tự mà phối với thượng phẩm tứ ái, quả thước, cưu câu thì theo thứ tự mà phối hợp với hạ phẩm tứ ái. Hoặc là tính độn tham, hiện quái tham, đại lược tham, động thân tham, phi pháp tham, phát ngữ tham, tỳ hạ tham, đa dâm tham, theo thứ tự mà phối hợp với 8 loại chim dữ trên. 8 loại chim trên phần nhiều là tham lam, nên lấy làm ví dụ. Sân dụ có 11 thứ. 1. Con nguyên xà, chữ có âm đọc là nguyên, còn có âm là ngoan, theo kinh Di giáo thì đó là hắc đoàn xà. Về từ huyền nguyên trong Hán thư, vì triều giải thích huyền là đen, nguyên là con thần lằn, tích dịch, thôi báo giải thích đó là con xà y, con to dài 3 thước, màu đen nhánh, giỏi trài người. Loại này có 4 tên gọi khác nhau, gọi là vinh nguyên, tích dịch, yển diên và thủ cung. Sách Ngọc Thiên nói, đó là con xà y, ở nhà thì gọi là con thủ cung, ở đầm thì gọi là con yển diên. Căn cứ vào đó thì đẽ ra kinh Di giáo phải gọi là con hắc nguyên, nhưng lại viết lầm là chữ xà rắn. Này giải chữ nguyên có hai nghĩa, một là con tích dịch, hai là con hắc đoàn xà. Cho nên kinh Di giáo nói rằng rắn mủ ra rồi mới ngủ yên được, nên kinh đó chẳng phải là viết sai. Song gọi là hắc nguyên thì chẳng phải là vinh nguyên, có chỗ chép là nguyên, chỉ loài thủy trùng tính hung ác. Chữ nguyên này là con dài, xét về lý cũng chẳng đúng, vì bản đó là nguyên thuộc bộ mãnh, chẳng phải là chữ nguyên thuộc bộ trùng như ở đây. 2. Rắn chỉ các loại rắn thường. 3. Con phúc xà. Sách Nhĩ Nhã nói, phúc xà là loại nguyên xà, bề ngang tới 3 tấc, đầu to như ngón tay cái, từ vùng giang hoài trở về nam, gọi nguyên xà là phúc xà, có răng rất độc, trên mũi có vòi, còn gọi là phản tị xà, sắc như vằn thao đen, giữa vằn có màu, con to dài tới 7-8 thước, chích vào tay thì đứt giỏi tay, vùng lĩnh nam có nhiều rắn này. 4. Bò cạp. 5. Rết. Sách Tự Lâm gọi là con tức thư, rất có khả năng trị được rắn, loại mình xanh lục, chân đỏ thì tốt dùng làm thuốc, loại chân vàng thì chẳng dùng được, người ta thường hay đốt để khiến chân nó thành đỏ, đó chẳng phải là thứ thật. 6. Con do diên. Con to loại này ở vùng Giang Nam gọi là ngô công. 7. Con thủ cung. Vùng Sơn Đông gọi là con thúc mịch. Từ Thiểm trở về phía Tây gọi là con bích cung, lấy máu của nó bôi vào tay phụ nữ, nếu có tư tình thì rửa không sạch, nên có thể dùng nó để giữ nhà, vì vậy gọi là thủ cung.
còn nói rằng ở đá thì gọi là tích dịch, ở đầm thì gọi là yển diên, ở nhà thì gọi là thủ cung, tên gọi chung là vinh nguyên. 8. Con bách túc. 9. Con dứu. Sách Thiết Vận nói tên loại trùng giống tựa con chuột thì viết là dứu. Tên loại thú giống tựa con vượn thì viết là dứu. Sách Ngọc Thiên nói rằng con dứu giống như con trồn hay bắt chuột, khác với giải thích của Thiết Vận. Con dứu giống như con chuột xù nhưng ăn thịt chuột, cũng gọi là con sinh thử. Vì kinh này có bản chép là theo Tự Lâm thì viết là, Cổ Văn viết là chẳng những có âm đọc là díu, còn có âm đọc là dụy, là tên gọi của con kiến. Bình Sơn Hải Kinh nói Lịch Sơn có nhiều con dụy. Quách Pháp giải thích nói rằng con này giống con đười ươi mặt to, màu đen bóng, đuôi dài 4-5 thước, giống như đuôi rái cá, nhưng đầu có hai chẽ. Khi trời mưa thì nó tự treo ngược lên cây, lấy đuôi mà bịt lỗ mũi. Vùng Giang Đông nuôi loại này để nó bắt chuột, loại này nhanh khỏe. Sách Nhĩ Nhã nói con dụy mũi hếch đuôi dài, nay theo Thiết Vận viết là đây là loài vượn hình dáng giống như loài chó, loài này tính không ác nên không lấy, nên lấy chữ dứ bộ thử, đồng âm với chữ. Đây là loài cùng loại với con hoàng yêu, tính hay sát thương. Hình nó nhỏ, theo Cổ Văn thì viết là, nếu theo Ngọc Thiên thì viết là, theo Tự Lâm thì viết là, có bản chép là chẳng biết căn cứ vào đâu. 10. Con trồn còn gọi là dã miêu nên viết là không có chữ ly. Sách Thuyết Văn nói chữ này thuộc bộ trĩ, âm đọc quan hệ với chữ lý. 11. Con hề thử chuột nhắt. Thuyết Văn giải thích đó là tiểu thử chuột nhắt. Sách Ngọc Thiên nói rằng loại này có nọc độc ăn thịt người và chim muông, dẫu bị ăn hết mà chẳng biết đau. Sách Xuân Thu gọi là con thực giao ngưu giác, nay gọi là con cam khẩu thử. Các loài có nhiều độc hại này ví với sân, vì sân có các biệt tướng duyên vào 10 sự này, 10 sự mà nảy sinh. 1. Kỷ thân, bản thân mình. 2. Sở ái hữu tình, là hữu tình mà mình yêu. 3. Phi ái hữu tình, loài hữu tình chẳng được yêu. 4. Quá khứ oán thân. 5. Vị lai oán thân. 6. Hiện tại oán thân. 7. Bất khả ý cảnh, cảnh chẳng vừa ý. 8. Ghen ghét. 9. Túc tập thói cũ. 10. Tha kiến. Nói chung thì sân có 1 mà biệt hành có 10, phối hợp với 11 loại trên, phẫn, hận, vân vân, trong tùy phiền não, gọi là các loại ác trùng, gặp duyên sinh khởi thì gọi là hoành hành xông xáo. Thêm nữa dưới đây nêu 11 loại sân: 1. Mãnh loại sân. 2. Bị não sân. 3. Báo oán sân. 4. Hiện tướng sân. 5. Hại độc sân. 6. Bất đoạn sân. 7. Tật đố sân. 8. Phiền uyển sân. 9. Tư thiết sân. 10. Tổn sát sân. 11. Tiềm kế sân. Theo thứ tự ví với 11 loại ác trùng trên, hoành hành xông xáo là kết luận về sân nói trên. Kinh văn: chỗ thối tha cất đái, tới mà tụ tập trên đó. Tán rằng đây là ví với si, 36 vật như nước tiểu, phân vân vân. Si tăng thượng nên chấp trước, coi thân mình là quý báu. Như con bọ hung tụ tập ở chỗ như ác, mà chẳng biết là bất tịnh, đam mê sinh tử, ngu cả ba thời, khỏi 9 trong 10 loại. 9 trên 10 nên gọi là các trùng vì có nhiều loại. Du giả quyển 9 nói, chỗ thối chẳng thể ưa thích, rất đáng kinh ghét. Thối xú là ác khí. Chữ nếu đọc là sử có nghĩa như tức. Ác sử tức là ác sử, tức là mùi hôi thối. Sách Thiết Vận nói chữ này đọc là si thứ phản sử. Ngọc Thiên giải thích là cư ở chỗ ở, nghĩa như chỉ dừng ở. Đọc khứ thanh tức đọc là xứ, chỉ tiện ác xứ sở, chỗ tiêu biểu bẩn thỉu. Kinh văn: cáo sói cùng dã can, tới xương thịt bừa bãi ra. Tán rằng đây là dụ về nghi. Chữ đọc là hồ, Ngọc Thiên giải thích đây là loài yêu thú quỷ hay ốp vào. Hồ cáo có 3 đức tính: 1. Màu nó trung hòa. 2. Trước nhỏ sau to. 3. Chết vẫn giữ gò. Dã can: màu lông màu vàng xám, giống như chó, thường đi thành đàn rú lên về ban đêm, giống như chó sói, có thể leo lên cây làm ổ chỗ cây cao tại gành đá tròn von. Hồ thân hơi to, dã can nhỏ hơn. Hai loại này hình dáng giống nhau, chỉ khác nhau về cỡ to nhỏ.
Cho nên thiền kinh nói rằng, thấy một con dã hồ, lại thấy con dã can, con lang có thể biết được, đây là nghi tam bảo, tam thế, tam giới. Cho nên thuyết ba loài thú trên. Chữ đọc là thư, còn đọc là sử. Chữ đọc là tước. Sách Ngọc Thiên giải thích chữ thư có nghĩa là nhấm nháp nhâm nhi, có chỗ viết là. Còn tước có nghĩa là cắn, nhai, ăn. Ngậm mà nhai gọi là thư, cắn mà nhai thì gọi là tước. Xỏ chân vào giày thì gọi là tiễn đạp. Còn có nghĩa là giày xéo trà đạp, làm đứt gân cốt thì gọi là tệ. Làm tổn thương da thịt thì gọi là khiết. Chữ đọc là tệ, ngoạm tới răng thì gọi là tệ. Còn chữ không biết có xuất xứ từ đâu, sợ rằng kinh bản đã chép sai chữ thành. Đúng ra phải chép là tệ khiết. Cắn mà lôi đi thì gọi là tệ. Chữ này còn đọc là tiệt, không rõ xuất xứ. Chữ đọc là khiết, nghĩa như phệ rào. Nhai nhiều lần thì gọi là khiết, nghiến ngấu, cắn ngập răng thì gọi là tệ. Do đó mà xương thịt mới tới mức vung vãi bừa bãi. Nghi mà phát hiện ra miệng thì như cắn như nhai. Tâm nghi đế lý thì như giày xéo dẫm đạp. Nghi nhuyễn pháp của khổ tập thì như cắn đến ngập răng. Nghi kiên pháp của diệt đạo thì như cắn xé làm tổn thương da thịt. Do đó mà cái thây sinh tử bị vương vãi bừa bãi. Kinh văn do đó mà đàn chó tới những biến trạng như vậy. Tán rằng một tụng rưỡi đầu dụ vẻ mạng, nửa tụng sau là kết luận. Mạng có nhiều thứ nên gọi là đàn chó. Phần nhiều do nghi mà sinh ra nên nói là do đó. Chữ bác có nghĩa là đánh đập. Toát có nghĩa là cầm lấy giữ lấy. Chữ đọc là bác nghĩa là đánh bằng tay. Sách Ngọc Thiên giải thích là đập, phách, vỗ, phủ. Chữ đọc là toát có nghĩa là lấy bằng tay. Sách Thích Danh nói toát có nghĩa là lấy hết. Ý nói tạm thời lấy hết, toát. Sách Ngọc Thiên và sách Tứ Khuê nói toát đồng có nghĩa là dùng ba ngón mà tuốt, cầm vào tay rồi tuốt, đọc là toát, nay chẳng phải nghĩa đó. Làm cao lớn át người khác thì gọi là bác, hòng người theo mình thì gọi là toát. Thói tì liệt mạng, mình chẳng bằng người, như kẻ đói, vì cứ ngóng ngớp hoài. Tầm tùy cao nhưng lại run sợ thì gọi là trương hoàng, hồi hộp. Chỗ nào cũng có thì gọi là xứ xứ, trốn trốn khắp trốn. Tâm thường xuyên chẳng cho là đủ, như người cầu được ăn, đó đều là tướng ti mạng. Tâm mạng khinh miệt người khác thì gọi là đấu tranh. Thân khỏi mạng tướng thì gọi là trá. Chữ đọc là cha, sách Thích Đanh nói cha là bốc, có nghĩa là thò cả năm ngón tay ra mà bốc lấy. Sách Ngọc Thiên giải thích cha là dùng cả năm ngón tay mà bắt mà đánh, cũng có nghĩa là nắm lấy. Sách Thiết Vận thì nói chữ này có nghĩa là lấy ngón tay mà ấn đùa. Chữ có âm đọc là siết, Tự Thư giải thích là kéo, Ngọc Thiên giải thích là kéo rồi lại buông ra. Còn đọc là xích, có nghĩa là kéo lê, có nghĩa là dùng năm ngón tay bắt lấy mà kéo lê, dùng ngón tay nắm vào mà co kéo, hoặc kéo rồi lại ngả về phía trước thì gọi là tra, vì phải cúi thấp xuống hướng tới người khác, lôi về phía sau thì gọi là siết, vì ngã mạng như kẻ nằm mà lôi về phía sau vậy. Có chỗ chữ tra viết là sách Thuyết Văn giải thích là răng chẳng ngay, chẳng phải nghĩa này. Nói ra lời kiêu mạn thì gọi là ngãi sãi cao phệ, lộ cả môi răng thì gọi là ngãi sãi, gầm giống oang oang thì gọi là cao phệ, như chó sủa ông ổng. Chữ đọc là ngãi, chỉ chó cắn nhau. Chữ đọc là sãi, vốn có nghĩa là răng chẳng ngay thẳng, còn viết là há miệng nha răng thì gọi là sãi ngãi. Lại chẳng biết chữ sãi này từ đâu mà ra. Cao là tiếng gầm của gấu hổ. Sách Ngọc Thiên giải thích cao là bào, gầm giống như khóc mà gào lên. Đây là kết luận về ngôi nhà ấy biến trạng đáng sợ như vậy. Kinh văn khắp nơi đều có những tới nuốt ăn cả thịt người. Tán rằng dưới là 10 tụng thuyết minh về thần linh quỷ dị. Vì với ngũ kiến chia làm 5, 3 tụng rưỡi đầu dụ về tà kiến, 2 tụng rưỡi dụ về giới thủ, 1 tụng rưỡi dụ về thân kiến, nửa tụng dụ về kiến thủ, 2 tụng dụ về biên kiến. Trong phần đầu lại chia làm 2, 1 tụng tổng dụ về tự thể tà kiến, 2 tụng rưỡi dụ về hành tướng sai biệt. Đây là phần đầu. Đọc là ly, đọc là mị. Thuyết văn Ngọc Thiên giải thích đó là lão và tinh. Theo từ ngữ thông tục văn thì
quái ở núi Đầm gọi là Lị Mị. Tây Kinh Phú ở của Trương Bình Tử nói rằng thần núi hình giống hổ gọi là Ly, thần đầm hình người đầu lợn có đuôi gọi là Mị. Đọc là võng, đọc là lưỡng. Theo từ ngữ thông tục thì gỗ đá biến thành quái gọi là võng lưỡng. Xuân Thu và Ngọc Thiên nói đó là thủy thần. Thêm dạ xoa ác quỷ tổng cộng có 5 loại để ví với tà kiến, duyên bát ngũ môn, duyên bát ngũ pháp, tâm tâm sở vân vân, có 5 hành tướng đó là bám nhân quả, tác dụng thực sự và phi tứ kiến. Các tà kiến khác làm tổn thương thiện pháp, hủy hoại ruộng lành, chỗ nào cũng sinh thì gọi là khắp nơi đều có, tổn hại rộng lớn như ăn thịt người. Kinh văn, các loài trùng độc dữ tới đều tự tàng hộ vậy. Tán rằng dưới là 2 tụng rưỡi nói về hành tướng sai biệt của tà kiến, trong đó chia làm 2. Một tụng đầu nói rõ do tà kiến sinh độn phiền não, lại do phiền não mà sinh tà kiến. Một tụng rưỡi sau nói rõ là do tà kiến mà sinh ra các ác kiến và bất thiện hành. Đây là phần đầu các phiền não khác gọi là trùng thú. Chữ đọc là phu, sách Ngọc Thiên giải thích là mái nằm phục phục, là ấp trứng, là sinh. Văn thông tục đọc là phu, từ trứng nở ra thì gọi là phu. Sách Quáng Nhã nói phu là sinh nở, đó là câu như phương ngôn nói cả ấp trứng mà chưa nở vậy. Chữ đọc là nhũ, còn gọi là nhu. Thương Hiệt Ngọc Thiên nói nhũ là nuôi con vậy. Chữ sinh tuy có 2 âm bình khứ nhưng nên đọc là âm bình. Ngọc Thiên nói sinh sản có nghĩa là tiến thêm vậy, sinh dưỡng là tạo ra vậy. Nhân vật tạo biến thì gọi là sinh, sản cũng gọi là sinh. Chìm ức trứng thì gọi là phu, thú nuôi con thì gọi là nhũ. Do tà kiến nên sinh ra các phiền não cũng như phu nhũ, sinh các phiền não cũng ví như sản sinh. Các thứ phiền não duyên vào 5 loại tà kiến mà lần lượt nảy sinh thì gọi là đều tự tàng hộ. Theo từ ngữ thông tục thì tàng hộ có nghĩa là tư dưỡng hoặc là các phiền não ví với các loại trùng thú, sinh trưởng tà kiến thì gọi là tự tàng hộ. Kinh văn, quỷ dạ xoa ùa tới, tới thật rất là đáng sợ. Tán rằng đây là thuyết minh do tà kiến mà sinh ra các ác kiến và bất thiện hành. Các ác kiến vân vân ví như dạ xoa ngày ngày tăng trưởng gọi là ùa tới. Nhân khởi phiền não lại sinh ác hành gọi là tranh cướp mà ăn. Ăn nghĩa là nghĩa tư trưởng nên ác thân hành mãn gọi là ăn đã no. Tà kiến càng nhiều gọi là ác tâm càng mạnh, rồi thể hiện ra lời nói gọi là tiếng đấu tranh. Ba nghiệp ác hành tà kiến tăng thêm, tổn hại càng nhiều thì gọi là rất đáng sợ. Cho nên do tà kiến mà sinh ra tam ác hành, chẳng phải do tà kiến đích thân phát ra thân ngữ, nhân thế viễn sinh nên thuyết như vậy. Kinh văn, những quỷ kêu bàn đồ tới nô đùa chơi phóng túng. Tán rằng dưới đây là 2 tụng rưỡi dụ về giới thù, trong đó chia làm 2. Một tụng rưỡi đầu dụ tổng hành tướng, một tụng sau dụ biệt hành tướng, đây là phần đầu. Các thầy xưa thoạt tiên đều không có chính văn, phần nhiều lấy tiểu thừa mà giải giới tướng, nay y vào văn mới mà giải theo nghĩa đại thừa, học giả nên biết. Kiều bản đồ là loài quỷ đáng sợ, loài này ví với giới thù, cố chấp tùy thuận các kiến, giới cho nên chẳng duyên vào pháp khác, nhưng ngồi bẹt trên đống đất. Tự Lâm nói tuân là ngồi xổm, đọc là cứ, ngồi bẹt chân buông thõng. Đọc là đoá là nắm đất nhỏ, là đất cứng. Ngọc Thiên đọc là đoa, đống đất nhỏ, cũng có nghĩa là đất rắn. Cũng đọc là đôi là gò đất, không đúng. Nếu chỉ chấp giới là thắng hơn, từ đó sinh ra chấp thủ thì gọi là lìa đất một thước. Chấp cái việc tuân theo giới cấm là thắng hơn, từ đó sinh ra chấp thủ thì gọi là lìa đất hai thước. Hoặc là chấp giới thẳng hơn thì giống như lìa đất một thước. Còn chấp giới là nhân để sinh thượng giới thì giống như lìa đất hai thước. Giới thủ ắt phải đủ 2 tướng này, nếu không thì thuộc về tà kiến, chẳng cần tách riêng các với thượng giới nhị thủ, vì chẳng thuyết về các hoặc khác thông với thượng giới mà chỉ nói về cái chấp hân cầu cái quả diệt thuộc về xuất thế. Tới sinh ở cõi người cõi trời thì gọi là vãng, quay lại chìm đắm ở ác đạo thì gọi là phản. Thường chìm đắm trong vòng sinh tử, phí công khổ hạnh thì gọi là du hành. Chấp giới là tối thắng, trái ngược chính đạo thì gọi là phóng túng, túng giật. Chấp giới là chính nhân, nhiễm trước sinh tử thì gọi là nô đùa, hi hí. Kinh văn, nắm bắt 2 chân chó, tới dọa chó để tự vui. Tán rằng đây là thuyết minh riêng về hành tướng của giới thủ.
Niết bàn giải thoát mà ngoại đạo mong cầu chẳng phải là thắng pháp thật sự. Sinh tử đáng ghét ví như con chó được giới cấm cấm đó, giống như hai chân là niết bàn nhân nên ví như chân. Giới và cấm tách ra nên gọi là hai, hoặc chấp là thắng là nhân nên gọi là hai. Cố chấp giới cấm như bắt chân chó, chấp trước vào giới cấm rồi hành trì tuân theo đó, ví như nắm chân chó rồi quật ngã nó. Đọc là pháp có nghĩa là quật ngã, thông tục văn gọi là tranh giành, mà ngã thì gọi là pháp. Có bản viết là pháp có nghĩa là đánh, Ngọc Thiên giải thích là kích đánh, có nghĩa là đánh bằng tay. Đây chẳng phải nghĩa này, cũng chẳng phải là chữ. Đề cao khổ hạnh và lại niết bàn, để chỉ cho chúng sinh ví như khiến chó la thất thanh, chấp trước cho rằng giới cấm như vậy có thể tới được niết bàn, giống như chân chó đặt lên cổ chó, yên chí theo cách này rồi tu khổ hạnh để cầu niết bàn, giống như đùa nghịch dọa cho chó sợ, mãi nghĩ không bỏ, tuy khổ mà vẫn bảo rằng sướng để thỏa thích tình mình, nên gọi là tự lạc, tự lấy làm vui. Kinh văn lại còn có các quỷ tới gào thét đòi thức ăn. Tán rằng đây là dụ về thân kiến. Thân kiến cùng với sinh thân, câu sinh khởi là tâm hành từ thời vô thủy đến nay lúc nào cũng có, cho nên gọi là trường đại. Phân biệt khởi cùng tính bất thiện, không biết hổ thẹn thì gọi là trần truồng, lõa hình. Lõa có nghĩa là lộ ra vì không biết hổ thẹn, bị vô minh che thì gọi là đen, mê không đúng chính lý thì gọi là gầy. Kiến chấp ngũ uẩn chẳng hề tạm ngừng thì gọi là thường trụ trong các phiền não, nhân đó mà khởi lên. Ngã ngữ thủ nhân đó mà sinh thì gọi là phát ác thanh, trốn trốn đều khởi ngã kiến càng lớn, ví như các quỷ kêu đòi thức ăn. Kinh văn lại còn có loại quỷ yết hầu nhỏ như kim, tán rằng đây là dụ về kiến thủ. Có loại quỷ đầu nó như núi, yết hầu rất nhỏ, nhỏ như cái kim chẳng thể ăn vào. Kiến thủ cũng thế, chấp tự kiến là nhân là thắng, cho là to như núi chẳng thụ tha kiến, như kim cực nhỏ. Kinh văn lại còn có loại quỷ tới hoặc ăn cả thịt chó. Tán rằng dưới đây là hai tụng về biên kiến chia làm hai, tụng đầu dụ về hành tướng chung, tụng sau dụ về hành tướng riêng. Đây là phần đầu. Đầu như đầu trâu, đầu có hai sừng, mỗi sừng là một biên kiến, hai sừng là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến ắt y vào ngã kiến, sau mới khởi lên, như y vào đầu trâu mà có hai sừng, hoặc là ăn thịt người, đó là dụ ví với đoạn kiến, vì vậy gây tổn hại rất nặng cho thiện pháp do đoạn kiến, hoặc ăn cả thịt chó, đó là dụ ví với thường kiến, vì chẳng phương hại đến việc này sinh thiện pháp, chỉ gây tổn hại nhỏ nên giống như ăn chó. Kinh văn, đầu tóc rối bù lên tới chạy cuống quýt kêu la. Tán rằng đây là dụ về hành tướng riêng của biên kiến, nhân biên kiến này mà sinh ra 47 kiến trong số 62 kiến, dụ như tóc rối bù, vì kiến này cùng các kiến của ngoại đạo bài xích lẫn nhau, dụ như tàn hại hung hiểm, vì vọng kiến của ngoại đạo gọi là hung hiểm có nghĩa là hung ác hiểm trò. Vì không có cơm chính giáo và nước chính lý để nuôi dưỡng khôn lớn, cho nên ví như bị đói khát thúc ép. Nội tâm cũng thế, cho nên phát tiếng ra lời nói kế chấp, dụ như kêu la, thần vội theo đó mà hành động, cho nên dụ như chạy cuống quýt, trì tàu. Kinh văn, dạ xoa cùng quỷ đói, tới thật đáng sợ vô cùng, tán rằng đây là kết thành. Vì ngoại đạo khởi phiền não hư vọng điên đảo, nên như dạ xoa quỷ đói. Vì tại tục khởi phiền não đam trước vô tri nên như các chi muông ác. Đó là nhắc lại những điều đã thuyết minh ở trên. Do khởi các thứ đó cho nên chẳng thông đạt chính lý, nghèo không trí tuệ như bị đói quá. Tại tục khắp bốn vị sinh lão bệnh tử, chỗ nào cũng gặp ác duyên, cho nên sinh hoặc như đói quá cuống quýt hướng ra bốn hướng, cơ cấp tứ hướng. Ngoại đạo chẳng có thể nhìn đúng cửa niết bàn nhân, chỉ tu sàng khổ hạnh mà quán chính lý, giống như nhìn cửa sổ mà chẳng chính hành, cho nên dụ như dình xem nơi cửa sổ. Rất nhiều nạn như vậy, thật đáng sợ vô cùng. Thuyết qua khổ hoặc, các nạn còn thế, huống hồ các ác nghiệp, lý dụ làm sao kể xiết được. Chữ khuy còn viết là, có nghĩa là dòm. Phàm là nhìn trộm vùng nam sở đều gọi là khuy, dòm. Kinh văn, nhà này cũ mục nát, tới lửa cháy đều hừng hực. Tán rằng dưới là 10 tụng rưỡi thuyết minh riêng về nguyên do khiến trùng quỷ nhao nhao khởi lên, có 3 phần,
Hai tụng đầu nói rõ, chủ có nhà thì không có tai họa, chủ vắng nhà thì tai họa xảy ra. Một tụng sau nói rõ, do bị lửa thiêu mà nhà cửa bị sụp đổ. Bảy tụng rưỡi cuối. Tiếp theo họa này là trùng quỷ ủa ra quấy nhiễu, đây là phần đầu. Chữ đọc là trúc, trúc nghĩa như do trúc. Do có liên quan, ý nói Bồ Tát nhân vị tại nhà, tới khi thành Phật rồi ở tại thế gian làm lợi cho vật, nên sinh tử phiền não tai nạn, liền hết. Phật nhập Niết Bàn, Bồ Tát ẩn mất, lợi ích cho vật cũng mất, sinh tử phiền não tai nạn mới nảy sinh. Cũng giống như chủ ở trong nhà thì sửa sang quản lý, đôn đốc con cái nên tai nạn chẳng sinh. Chủ nếu liền nhà, không ai sửa sang, không ai đôn đốc, con cái phóng dật nên tai họa nảy sinh, nhà bị sụp đổ. Bởi vậy tòa nhà tam giới, nếu như có Phật thì tai nạn chẳng sinh, nếu không có Phật thì tai nạn mới xảy ra. Cho nên nói là liên quan đến một người, đó là dụ ví với Phật Bồ Tát vậy, chẳng do ngoại đạo, chỉ do Phật pháp, nên nói là một người. Thêm nữa, còn đọc là thuộc, có nghĩa là nhiếp thuộc, ba cõi đều là của Phật, cho nên nói Phật là chủ và đều thuộc Phật. Người đó thân cận xuất, nhập Niết Bàn, ẩn ly tam giới, xin gọi là thân cận xuất. Như nhà không chủ bỗng nhiên bùng cháy, đây là dụ cho các phiền não tổn hại thân khí như lửa làm tổn hại nhà cửa. Phải dùng chữ thuộc, không có lý do gì mà có thì bỗng gọi là bỗng nhiên, thì gọi là bỗng nhiên bùng cháy. Từ sinh đến từ mọi chỗ đều khởi lên thì gọi là bốn phía đồng một lúc, nhân đó mà phát sinh vô lượng ác nghiệp, nên gọi là lửa cháy đều hừng hực. Kinh văn, dui xà và kèo cột tới từng vách đều đổ sập. Tán rằng, do lửa đốt cháy, nhà cửa sụp đổ, dui xà chỉ thụ uẩn, kèo như khớp xương chỉ sắc uẩn, cột chỉ hành uẩn, tiếng nổ là dụ cho sinh khổ. Đọc là bạo, chỉ lửa cháy dữ dội, còn đọc là pháo, thuyết văn giải thích là giang trước, ý nói như bị giang, nổ ra tung tóe ra. Theo Ngọc Thiên, chữ này có ba âm, bạo bỏ pháo, có nghĩa là giang, phơi hong cho nóng, cũng viết là, có nghĩa là bùng lên, thời xưa viết là. Hai dạng khác nhau nhưng âm nghĩa như nhau. Chấn động nứt toác, chấn liệt, ví với lão khổ. Chấn có nghĩa là kinh động, lão khổ tại thân như sấm kinh động rất đáng sợ. Hoặc viết là tàn phá tồi chiết, ví với bệnh khổ tàn phá thân mệnh, làm yếu người khỏe, rơi dụng đoạn lạc, là dụ ví với tử khổ, vì hoại thọ mệnh. Sinh lão bệnh tử đều ví như cột, cùng là hành uẩn vô thường ở cuối ba uẩn, trước đường uẩn. Thuyết minh về bốn tướng, tức là bốn thuyết minh sinh lão bệnh tử ở khắp năm uẩn. Tường vách sụp đổ ví với tường uẩn nội ngoại vô thường. Trên đây là thụ sắc hành tường bốn uẩn vô thường ở tại ngôi nhà thức, thức uẩn dự như ngôi nhà. Đoạn văn trước đã nói rõ, trong nhà lửa cháy thuyết minh chung về năm uẩn, có sinh lão bệnh tử vô thường bại hoại, rất đáng chán ngán lo ngại. Hỏi tai nạn trong nhà đều là phiền não, cớ sao có khi nói là lửa, có khi lại nói là trùng quỷ. Đáp, thiêu đốt thân tâm thì ví là lửa, vô tri mà gây tổn hại thì ví với trùng quỷ. Muốn khiến cho thật lo sợ, chán ghét, cho nên dùng đủ mọi cách ví dụ. Thức là chỗ sở y, ví với nhà cửa, phiền não y vào đó, y khỏi lên, nên ví với lửa. Và trùng, bốn uẩn đều là năng y, nên nói là do lửa hủy hoại làm rơi dụng, chẳng nói đến trùng quỷ. Vì trùng quỷ cũng y vào lửa mà ngao du, kinh văn các loại quỷ thần thảy tới chẳng thể tự ra được. Tám rằng dưới là bảy tụng rưỡi nói rõ, nối tiếp liền với tai họa này, trùng quỷ ủa ra quấy nhiễu, có ba phần. Một tụng rưỡi là dụ về tai họa của dục giới, ba tụng rưỡi là dụ về tai họa của sắc giới, hai tụng rưỡi là dụ về tai họa của vô sắc giới, đây là phần đầu. Các quỷ thần thảy là dụ về ngoại đạo xuất gia, tục nhân tại gia bị các nỗi khổ bức bách, bè cất tiếng kêu to giống như trùng thú. Cho nên thập địa luận nói rằng, ngoại đạo biết rõ sinh lão bệnh tử, sinh ra chán ngán, nên cất tiếng kêu to, này trùng cho cả tại gia. Thêm nữa, tại gia vì nảy ra thói tham vân vân mà đấu đá tranh giành, ngoại đạo nảy ra các kiến mà đấu đá tranh giành, cất tiếng kêu to, đây là câu luận chung. Do khởi lên đội phiền não như tính tham vân vân, nên ví như chim diều chim ó. Do khởi tật lợi phiền não là các kiến, nên ví như kêu bản đồ vân vân, đây là câu nói riêng. Tuy bị khổ bức bách đến nỗi các tiếng kêu to,
Nhưng tục nhân tại gia lại si ái nên sinh não, ngoại đạo xuất gia vì khổ muốn xả khổ, đó đều gọi là chu trương hoàng bố bất năng tự xuất, luống cuống và hốt hoảng chẳng thể tự ra được. Chu trương là hốt hoảng sợ hãi, chữ trương có chỗ viết là có nghĩa là châu lưu. Châu lưu có nghĩa là châu biến khắp hết, do chạy quẩn quanh ở dưới nên gọi là châu trương. Chữ trương ở đây phải viết là nội dung cũng là kinh hoàng, chữ bố có nghĩa là kinh sợ. Cho nên hốt hoảng kinh sợ ở đây là dựa vào câu cất tiếng kêu to ở phần đầu mà giải thích. Nếu dựa vào phần sau mà giải thích thì tại tục và ngoại đạo khởi lợi độn hoặc thường đấu đá cãi cọ, do đó mà hối hả trong vòng sinh tử, kinh sợ tất bật sớm tối, há biết lửa hoặc thiêu đốt, trùng quỷ độc hại mà cầu xuất ly đâu. Giả sử có muốn cầu xuất ly cũng không có cách nào để tự xuất ly được. Kinh văn, loài ác thú trùng độc tới cũng trú ở trong đó. Tán giảng dưới đây là ba tụng rưỡi dụ về tai họa của sắc giới. Có ba, một tụng dụ tục nhân ngoại đạo đều sinh ở cõi đó. Một tụng dụ tuy có tịnh địch chết phục phiền não vẫn khởi lên. Một tụng dưới dụ tuy cầu ly dục chấp đó là thắng trội, phiền não lại sinh. Đây là phần đầu. Sắc giới định sâu giống như hang hốc, tại tục sinh ở đó như trùng chui lùi vào, ngoại đạo quỷ sinh cho nên nói là cũng trú. Đọc là thoán có nghĩa là trốn lùi. Ngọc Thiên giải thích là ẩn nấp. Kinh văn, do vì phúc đức mỏng tới uống máu ăn thịt nhau. Tám giảng đây là ví với sự tuy có tịnh định chết phục phiền não vẫn khởi. Thánh nhân có tịnh định, phiền não chẳng sinh. Đó tuy có tịnh định nhưng không có phúc tuệ thực sự, gọi là bạc phúc đức mỏng, lại càng bị các phiền não là tham si mạng nghi thân kiến biên kiến thiêu đốt, gọi là vi hòa sở bức, bị lửa bức bách, chẳng thể đoạn diệt các phiền não này, vẫn khởi kiến thù bài xích lẫn nhau, gọi là cộng tương tản hại, chấp đạo tự thắng, tự cho mình là hơn, ví như uống máu vì duyên kiến tế. Khởi giới thủ kiên chấp dụ như ăn thịt vì duyên sự thô. Chữ có âm đọc là đạ có nghĩa là ăn, cũng như chữ đạ có âm đọc là đàm. Kinh văn, những loài thú dã can tới đẩy rẫy khắp bốn phía. Tán rằng tuy cầu ly dục nhưng vì chấp vào điều đó coi là thắng trội nên phiền não lại sinh. Dã can con chồn ví với loại phiền não như nghi trong dục giới, cùng với các phiền não khác đều đã chết rồi vì đã bị chiết phục đoạn trừ từ trước. Do thủ định coi là thắng trội khỏi mọi loại phiền não như ái kiến mạn nghi trong sắc giới, gọi là đại ác thú, thú dữ lớn. Các phiền não này lần lần tăng trưởng, dụ như các thú dữ lớn đua nhau chạy đến ăn, lửa hoặc đã cháy càng to. Nhân định sinh hoạt chẳng thể ưa thích, ví như khói hôi bốc nồng nặc, gọi là bồng bột. Chữ đọc là bồng, chỉ có hai chữ đều đọc là bồng. Khí như cọ bồng rối bời thì nên viết là, có bản chép là, theo Ngọc Thiên đó là chữ phong. Trong từ phong hòa lửa hiệu, chữ này không có âm đọc là bồng. Chữ âm đọc là bột, có nghĩa là lớn, là thịnh. Nếu là bụi bốc lên thì viết là, nếu là mùi nồng nặc thì viết là sực nức nồng nặc. Này mùi hôi này nồng nặc bời bời như cỏ bồng, mùi hôi của hoặc bốc to lên như cỏ bồng. Có bản chép là bột chẳng biết xuất xứ từ đâu. Cái hoặc này sinh khắp tứ định, không đâu không có, ví như đẩy rẫy khắp bốn phía. Kinh văn, con rết con do riêng tới bắt được là ăn liền. Tán giảng dưới đây là hai tụng rưỡi ví dụ về tai nạn ở vô sắc giới. Một tụng dưới đầu dụ về hoặc ở ba địa dưới, một tụng sau dụ về hoặc sinh ở hữu đỉnh địa. Đây là phần đầu. Loài rết vân vân là dụ về hạng phàm phu bị hoặc ở sắc giới bên dưới thiêu đốt, cầu được sinh ở vô sắc giới ví như chạy khỏi hang. Sinh ở ba địa dưới, quỷ kêu bản đồ ví với kẻ ngoại đạo. Ngoại đạo phần nhiều chấp hai địa ở trên, coi đó là niết bàn. Chỉ các phàm phu chẳng chấp, coi đó là nhân của niết bàn thủ thắng. Phàm khởi hoặc thì như quỷ thấy trùng hễ bắt được là ăn liền. Ăn có nghĩa là để giúp cho sự tăng trưởng, vì theo đuổi thứ đó làm cho hoặc càng tăng. Kinh văn, thêm nữa các ngạ quỷ tới cuống quýt chạy quanh quẩn. Tán rằng đây là dụ về phiền não sinh ở hữu đỉnh địa. Ngoại đạo đó thì gọi là ngạ quỷ, quỷ đói.
Vì là đỉnh của ba cõi nên gọi là trên đầu, phiền não càng sinh gọi là lửa cháy. Không có thức ăn chính pháp và nước chính pháp để ăn uống, để tế độ cho, nên gọi là đói khát, bị phiền não bức bách như bị nhiệt não, thường không được yên, thì gọi là chu trương. Chu trương nghĩa là châu lưu, có nghĩa là loanh quanh, quẩn quanh. Luân hồi trong năm nẻo thì gọi là muộn tàu, có nghĩa là chạy luẩn quẩn. Chữ trương có chỗ viết là trướng, có nghĩa là sợ hãi, cuống quýt. Thuyết ca dụ nói trên dụng ý là khiến chán ghét sợ hãi, nên có nhiều loại biến danh, bậc trí giả nên hiểu rõ. Kinh văn, nhà ấy như vậy đó, tới nhiều nạn chẳng phải một. Tám rằng, đoạn văn này là mục thứ ba kết luận về các nạn nói trên, hoạn nạn đã nhiều, chẳng thể kể hết. Chữ có hai âm trúng và trọng. Kinh văn, lúc bấy giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa. Tám rằng, dưới là đoạn lớn thứ ba có 14 tụng. Thấy chúng sinh khổ liền đặt ra thí dụ để làm phương tiện quyền nghi. Trưởng hạng có 4, trong đây cũng thế. Ba tụng đầu tụng về dụ thấy chúng sinh khổ thì xót thương. Năm tụng sau là dụ về khai thị đại thừa nhưng chúng sinh chẳng mong muốn. Ba tụng dụ về việc nghĩ phương tiện để cứu vớt. Ba tụng cuối chính thuyết dụ về tam thừa. Phần đầu có hai ý. Hai tụng đầu tụng về thấy khổ, một tụng cuối tụng về bi mẫn chúng sinh. Trong phần thấy khổ, hai câu đầu dụ về việc Phật xuất tam giới. Một tụng giữa dụ về lại nghe thấy những sự chúng sinh ở trong cảnh hoạn nạn đáng thương xót. Đây là phần đầu. Chủ có nghĩa là thân, là bề trên, là người nắm phép tắc, là người lãnh đạo, là người giữ gìn. Môn có hai loại, một giáo môn, hai hạnh môn. Phật trụ trong quả, ra ngoài nhân môn, tức là ngôi vị ở diệu lý, cũng là lý xuất giáo môn. Đó là nhất thừa môn vậy, cho nên nói là ngoài cửa, môn ngoại. Do trưởng hạng nói, ta tuy có thể ở chỗ cửa bị cháy này mà ra ngoài được yên ổn. Đây nói, đứng ở bên ngoài cửa thì có 4 nghĩa. Một, dáng đứng đợi để đợi con ra khỏi nhà. Hai, dáng sắp đi vào cứu nên gọi là đứng. Ba, đứng là tướng chẳng đi, chờ thấy cơ chín muồi sẽ đi cứu, cho nên chưa đi ngay. Bốn, đứng có nghĩa là dậy để hoàn thành. Chúng sinh đang ở trong vòng sinh tử, chưa dậy, chưa thành Phật, như ngồi, Phật đã dậy và thành, nên đứng vậy. Kinh văn, nghe thấy có người nói, tới chỉ vui vầy, ham đắm. Tám rằng, đây là dụ nghe nói chúng sinh ở trong cảnh hoạn nạn. Trường hàng đằng trước nói rằng, trưởng giả nhìn thấy đám cháy to này, phẩm phương tiện nói, ta dùng Phật nhãn mà quan sát. Nay nói, nghe thấy, văn là có hai nghĩa. Một, hình ảnh tự tha nổi rõ, chẳng những tự thấy chúng sinh chìm đắm khổ sở, còn nghe lời chuyển thuyết của tha tam thế Phật. Thân sơ làm nổi bật cho nhau. Hai, tận mắt nhìn thấy chúng sinh khổ sở là thân, nên gọi là nhìn thấy kiến. Chủ đại cơ duyên mới cứu giúp được, đó là sơ, nên gọi là nghe thấy, văn. Từ vô thủy tới nay, phóng túng buông trôi, khởi phiền não phân biệt, đó là trước đây vì dạo chơi. Chịu quả khổ ở ba cõi, gọi là mà đến vào nhà này. Từ vô thủy tới nay, vì hoặc nghiệp cảm bởi thức, vân vân, cho nên trái với đạo lý, ngược với chân nghĩa, đó gọi là la nhập, đến vào. Nhập có nghĩa là ở đó, chẳng phải là trước kia đã xuất, nên nay mới gọi là nhập. Nếu kẻ ấy đã tu giải thoát phần thì gọi là xuất. Quả thực là vì chẳng tu nên gọi là nhập. Chủng tính tam thừa chưa phát hiện hành, giả thử phát đại thừa tâm, nhưng thoái chuyển cầu tiểu thừa quả, thế thì gọi là ấu trĩ nhỏ dạ, trĩ tiểu. Chữ trĩ đọc là trĩ, có nghĩa là thơ ấu, yếu ớt. Bị ngu si che lấp thì gọi là vô tri. Ở quả khổ này mà vẫn buông tuồng sáu tình thì gọi là vui vầy, hoan ngu. Tham nhiễm các cảnh thì gọi là ham đắm, nhạo trước. Kinh văn, trưởng giả vừa nghe xong tới khiến con không bị hại. Tám rằng, dụ này là dụ bi mẫn chúng sinh, vào nhà cứu họ thương xót chúng sinh nên gọi là kinh. Tùy thuận sinh tử gọi là vào nhà lửa, do lần vào này thì sau mới phương cùng đồng thời với chúng sinh ra khỏi nhà lửa. Tuần hoàn ứng cứu chẳng kể hoạn nạn, gọi là nên cứu giúp thích nghi vì cứu đúng lúc. Kinh văn, mà bảo dụ các con tới liên tục không hề ngừng. Tám rằng, dưới đây là năm tụng dụ về việc Phật khai thị đại thừa mà chúng sinh chẳng mong cầu. Có hai, bốn tụng bí mật cho biết những nỗi khổ để chuyển thụ đại thừa. Một tụng nói về chúng sinh không mong cầu được pháp đại thừa. Phần đầu được chia làm hai, một tụng rưỡi là phần mách bảo chung.
Về hoặc khổ vẫn còn nảy sinh, hai tụng rưỡi là phần mách bảo riêng từng chỗ ác, khiến phải chán ghét. Đây là phần đầu. Thuyết về các thứ hoạn nạn, như nhà hư hại, bị hỏa, tai, trùng quỷ, quấy nhiễu, ác quỷ dụ cho các kiến chấp của ngoại đạo, độc trùng dụ cho các hoặc khác của hàng bạch y, tại gia, thế gian. Hai thứ này là duyên sinh ra mọi phiền não như hỏa tai liên miên chẳng dứt, man diên, chỉ tình trạng liên tục. Có nơi giải thích âm đọc là mạn diên, tức là như cỏ mọc lan, lại như chiếu, diên tịch, trải dài. Có chỗ diên viết là kéo dài, giống như cỏ mọc vươn dài liên tục không ngừng. Có nơi đọc hai chữ trên là vạn diễn, như Tây Kinh Phú có câu kỳ hình vạn diễn, hình nó kéo dài. Sách Quảng Nhã nói mạn nghĩa như trường dài, diễn nghĩa như biến khắp khắp liệt. Cả hai chữ đều đọc khứ thanh như lửa đồng dã hỏa liên miên, thế lửa cháy mãi chẳng dứt. Vì nhà lửa hỏa trạch sinh mà gọi là cháy nhà lửa lan mãi. Vì nhà lửa hoại mà gọi là các sự khổ thứ lớp tương tục không hề dứt. Ý này chỉ rõ vì hoặc mà sinh khổ. Trong lý duyên sinh, sau vô minh hành thì có năm thứ như thức vân vân. Sau ái thủ hữu thì có sinh lão tử. Vì khổ mà sinh hoặc, sinh tử nối nhau không lúc nào dứt. Sau xúc thụ có ái thủ, sau lão tử lại có vô minh, cho nên sinh tử gọi là vòng luân chuyển. Kinh văn: loài rắn độc nguyên phúc, tên các loài rắn độc tới lại còn thêm lửa to, tán rằng đấy là bảo riêng từng chỗ ác khiến phải chán ghét. Rắn độc vân vân dụ cho sân, dạ xoa dụ cho ác nghiệp, kêu bản đồ dụ cho giới thủ, dã can dụ cho nghi, chó dụ cho mạng, diều cắt dụ cho tham ái, các thú loài bách túc dụ cho các thứ phiền não. Vì thiếu pháp thực bị đói khát nên sinh não, não phiền bời bời bức bách gay gắt rất đáng sợ. Nhìn hoặc tướng đó thì thấy đây là nơi trốn cực ác khổ nạn, đã chẳng thể vui, huống chi là ngôi nhà, kết quả bị thiêu bởi nguyên nhân cháy lớn, ngày đêm thiêu đốt, sao đáng tham hám nữa. Hoặc lại còn phiền não như vậy, trùng quỷ, quấy nhiễu, bấy nhiêu ác tướng, khổ đã khó ở, huống hồ ở đây lại bị tổn hại thiêu đốt. Từ nay về sau, tai nạn lửa lớn trong thế gian chẳng giải thích như ở đây nữa. Trùng quỷ là lửa có gì khác nhau, nan xử, nạn xứ, có hai nghĩa. Một, có thể ở yên, kinh thi có câu mặc ngã hoàng xử, chẳng có chỗ nào tôi được ở yên. Chữ xử có nghĩa là cư, tức là ở. Hai, nơi trốn khổ nạn, kinh văn: các con nhỏ không hiểu, tới chơi đùa mãi không thôi. Tán rằng, một tụng này nói về việc chúng sinh không mong muốn chọn lấy pháp đại thừa. Kinh văn: bấy giờ trưởng giả kia tới làm ta thêm sầu não. Tán rằng dưới đây là đoạn thứ ba, có ba tụng là dụ phải nghĩ cách cứu vớt, có hai phần. Một tụng nói về ý càng thêm thương xót chúng sinh, hai tụng nói về ý ý đang nghĩ cách cứu vớt. Đây là phần đầu, nói về ý chúng sinh bị khổ, phiền não tăng trưởng lại càng khiến tâm bi mẫn của chúng, của Bồ Tát tăng thêm. Kinh văn: nay trong ngôi nhà này, tới nên bày các phương tiện. Tán rằng đây là đang nghĩ cách cứu vớt. Đàm có nghĩa là ham thích, miễn là say mê, chơi bời, phóng túng. Các ý khác có thể biết được. Hai chữ đều đọc là đam có nghĩa là ưa thích, ham chơi thì viết là. Ba chữ đều được. Chữ đọc là miễn cũng có nghĩa là ham thích, nghiện ngập là loạn. Cổ văn viết là, có chỗ viết là, chẳng biết từ đâu. Chữ thuyết văn giải thích là đam mê rượu chè. Kinh văn bảo với các con rằng, tới những xe báu tốt đẹp. Tán rằng dưới đây là đoạn 4, có ba tụng là dụ về chính thuyết tam thừa chia làm 3. Một tụng bảo chung hứa cho xe, một tụng bày xe ở ngoài, một tụng nói xe từ đâu, đây là phần đầu. Kinh văn, nào xe dê, xe hiêu, tới các ngươi mau ra đi. Tán rằng đây là bày xe ở ngoài, quả xuất từ cửa nhân, lý vượt ra ngoài giáo, cho nên nói là ra ngoài cửa. Thể của xe là vô lậu, chẳng bị trói buộc, nên gọi là ngoại. Ví như lìa khỏi ba cõi, như chỗ không, còn phải thi hành việc giáo hóa nữa, có nghĩa là ở ngoài tam thừa môn, Phật ở ngoài nhà lửa cho nên gọi con ra, nghĩa này cũng giải thích như trên. Kinh văn, ta chính vì các ngươi tới có thể để dạo chơi, tán rằng đây là nói về xe từ đâu mà có, Niết bàn bảo sở vô vi đã có từ trước, chẳng nói do ta làm ra. Xe là bồ đề, là thể hữu vi,
cho nên nói là tạo tác. Tác có nghĩa là khởi lên, xe châu ví với chủng trí do giáo hành mà sinh ra nên gọi là tạo tác, vân vân. Hay xe dê hiu là chỉ sự bày đặt về danh giáo, cũng nói là ta làm ra. Tuy đều nói là làm tác, nhưng xe trâu thì làm thẻ, còn xe dê, xe hươu thì làm danh, cho nên đều gọi là làm tác. Tùy theo căn cơ mà cứu giúp thì gọi là tùy ý sở lạc, tùy theo ý thích. Kinh văn: các con nghe cha nói tới lìa rời các khổ nạn, tán giảng dưới là đoạn lớn thứ tư, có 6 tụng rưỡi. Tụng ví dụ về việc nghe theo lời dạy tránh khỏi hoạn nạn chia làm hai: 1 tụng rưỡi nói về con tránh khỏi tai nạn, 5 tụng nói về cha được yên lòng. Đây là phần đầu. Lập tức cùng đua nhau có nghĩa là khuyến khích lẫn nhau, phóng nhanh ra khỏi nhà, chỉ sự tinh tiến dũng mãnh tới nơi chỗ đất trống, đáo ư không địa. Có nghĩa là tùy theo sở ứng liền được 3 chướng ở địa vị nhị không, tức nhị thừa vô học địa và nhập sơ địa. Có nghĩa là xuất ly được khổ nạn của phân đoạn tử vì không còn sinh nữa. Quả ác gọi là khổ, nhân ác gọi là nạn. Kinh văn: trưởng giả thấy các con tới ta nay rất vui mừng, tán rằng dưới là 5 tụng nói về cha cuối cùng được yên lòng chia làm 2. 1 tụng rưỡi nói về ý thấy thế rồi tự mừng thầm. 3 tụng rưỡi nói về ý mừng hết mực để bảo với người khác. Đây là phần đầu. 4 đường thông nhau, tứ cù, dụ cho lý tứ đế. Con đã gia chủ ở tứ cù, cha bèn ngồi trên tòa sư tử vì được vô ý, vì biểu thị đã yên lòng. Bởi vì đoạn dưới nói là, bấy giờ các người con biết cha đã an tọa, cho nên tòa sư tử là tòa của cha vậy. Khéo hợp với lòng cha nên nói là vui mừng, khoái lạc. Người xưa đã được bồ đề, kẻ hậu sinh còn ở địa vị tu nhân, cho nên phải nhờ đến thuyết pháp đúng thời để chỉ rõ cho họ biết ý ngài muốn rủ lòng cứu vớt, trông đợi con, bởi vậy nói là đứng lập. Nay con quả mãn, đã ra khỏi nhà lửa, cha đi không còn phải đợi nữa và đã yên lòng, nên nói là ngồi tọa. Kinh văn: những đứa con ta đây tới 4 phía đều khởi dậy, tán rằng dưới là 3 tụng rưỡi nói về ý mừng, quá bảo với người khác chia làm 2. 2 tụng nói về các con ngày trước ở trong hoạn nạn, 1 tụng rưỡi nói rõ ta nay cứu được, thỏa lòng. Đây là phần đầu. Thiện căn khó khởi lên thì gọi là sinh dục thập nan. Dục có nghĩa là trưởng dưỡng, nuôi cho khôn lớn, vô minh che lấp lâu thì thiện căn chẳng lớn, gọi là ngu nhỏ, vô tri. Chìm đắm trong 3 cõi thì gọi là vào nhà nguy hiểm, hoặc xưa kia đã được giáo hóa mà nay đều quên nên gọi là vì nhỏ nên vào trong nhà lửa. Rong ruổi trong vòng trần tục ví như có nhiều trùng độc, ngoại đạo tà học thì ví như ma quỷ đáng sợ, phiền não rất nhiều thì ví như cháy to lửa mạnh, cặp duyên liền nảy sinh ví như 4 phía đều khởi dậy. Kinh văn: mà các con nhỏ này tới ta nay rất vui mừng, tán rằng đây là nói rõ ta nay cứu được các con cho nên thỏa lòng, tự thấy vui mừng, lại bảo cho người khác biết cái ý vui sướng của mình. Trên đây là 53 tụng rưỡi nói về việc ngày xưa, thuyết về phương tiện quyền nghi. Kinh văn: bấy giờ các người con tới 3 loại xe báu lạ, tán giảng dưới đây là đoạn thứ 2 có 12 bài tụng về việc nay thuyết về thực thừa, trường hàng trên làm 4, nay đây cũng thế. 3 tụng đầu các con đòi 3 thứ xe, 1 tụng rưỡi giải thích trí cha đã thành, 6 tụng nói đến ý cha chỉ cho 1 thứ xe, 1 tụng rưỡi vượt khỏi điều mong muốn của con vì trước sau khác nhau. Phần đầu chia làm 2, 1 tụng rưỡi đầu nêu rõ các con đòi 3 xe, 1 tụng rưỡi sau nhắc lại điều cha đã hứa trước. Đây là phần đầu, thể theo ý cha không còn lo âu, cho nên nói là biết cha đã an tọa. Kinh văn: như điều cha hứa trước tới xin thương mà cấp cho, tán rằng đây là nhắc lại điều mà cha đã hứa trước cho nên mới dám hy vọng, đúng thời ứng với căn cơ của người tu học, xin rủ lòng thương mà ban phát cho. Chữ duy nghĩa là kính xin, ý nói kính xin cha, ngụ ý hy vọng được vận dụng tam thừa. Kinh văn: trưởng giả rất giàu có tới làm ra các xe lớn, tán rằng đây là phần 2 nói về trí cha đã thành. Trưởng giả rất giàu có vì với kho tàng hữu vi vô vi rất nhiều, chu cấp cả 1 nước vẫn chẳng dùng hết, huống chi các con, cho nên dùng các thứ châu báu thực sự mà làm xe lớn, có nghĩa là muốn giáo hóa khiến chúng sinh tu tập để được kết quả mỹ mãn. Nói tóm lại, nhất thiết chủng trí vô lậu ngũ uẩn là tướng của xe này.
xả bỏ sang vô thường mà được thường sắc, thụ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Nếu nói chân như là thể của xe này, tức là bảo sở, cớ sao lại nói là tạo tác, bày đặt hóa thành để mà giáo hóa, cũng có thể nói đó là do ta hóa làm. Lẽ nào nói rằng bảo sở cũng là tạo tác ra, cho nên xe châu được đặt ra là để thuyết minh về thể của Bồ Đề. Kinh văn, trang sức rất đẹp đẽ tới rủ xuống khắp mọi chỗ. Tán giảng dưới là đoạn thứ 3 có 6 tụng, nói về ý cha chỉ cho một thứ, tức nhất Phật thừa. Trong đây chia làm 4 phần, 4 tụng nói về trang sức của xe, 1 tụng về tướng châu, nửa tụng nói về người tùy tòng, nửa tụng nêu chung về việc cho xe. Phần đầu có 9 loại trang sức, đây có 6 loại. 1. Nói chung về trang sức. 2. Lan can xe. 3. Lục lạc che treo trên xe. 4. Các dây dợ chẳng chéo. 5. Tản lọng tua ngủ đều bằng các lưới trân châu. Chữ đọc âm là thí. 6. Tràng hoa dùng hoa vàng mà tô điểm, cho nên gọi là các tràng hoa vàng, ngoài ra không có gì khác. Kinh văn, các màu điểm xen nhau tới dùng trải trùm trên nệm. 8. Rằng đây là 3 loại trang sức. 7. Trang sức bằng các lụa màu. 8. Đệm xe, nói rõ trong hai xe lớp chiếu trải, tức là trong trưởng hàng nói là chiếu đệm. Thiết vận giải thích là nhân là nhục, đều có nghĩa là đệm. Nhục tức là thảo, nhục là đệm làm hoa văn hình hoa cỏ. Có chỗ giải thích là đệm bằng cỏ gọi là nhân nhục. Chữ nhân có chỗ viết là theo Ngọc Thiên đó là thân áo. Nếu viết là thì chỉ bằng da hổ có hoa văn dùng để đệm với xe ở dưới sau 3 lớp đệm xe nên viết là. Chữ tăng là chỉ chung các loại lĩnh, gấm, ngũ sắc. Chữ nhục chỉ lại đệm bằng bông mềm, đem các loại lĩnh gấm, bông mềm mà làm đệm xe, cho nên biết là đệm thêu hoa văn hình hoa cỏ. 9. Cửu phú ba, tức là gối thế đan, văn trưởng hàng gọi là thủ diệt định. Loại này dùng để dựa vào cho khỏi mỏi, đây ví với trí dụng thiện xảo ở khắp trên đệm tịnh mệnh, cho nên ví với trí để che đậy, vì có điều mong muốn khác nên cũng không trái ngược nhau. Đây có 6 đức. 1. Thần dụng vô phương gọi là thượng diệu. 2. Vi diệu bí mật khó biết gọi là tế. 3. Tích lũy công hạnh nhân hoa mà có tác dụng do tu tập mà nên gọi đó là điệp. Chữ điệp đọc là điệp, sách thiết vận giải thích là vải bông mịn tế mao bố, nay chẳng gọi thế. Còn có loại vải điệp hoa dệt thành gọi là bạch điệp, còn loại dệt bằng lông thì gọi là hạt. 4. Hơn hẳn mọi thứ, đức thần khó lường, gọi là giá trị ngàn ức. 5. Tự tính trong trắng, gọi là trắng tinh, thiên bạch. 6. Thể lẻ hai chướng là tịnh khiết, trong sạch. 6 đức trên đây là diệu dụng của hậu trí, bao trùm khắp trong tịnh mệnh, ví với trùm lên trên đệm. Kinh văn, có con trâu trắng to, tới để thắng vào xe báu. 8. Rằng đây là tướng trâu, có 4 đức. 1. Trâu trắng. 2. Béo khỏe, tức là da căng. 3. Sức gân cốt. 4. Đẹp đẽ, ngay ngắn. Kinh văn, có nhiều người tùy tùng tới mà ban cho các con. Tán rằng nửa tụng trên là người tùy tùng, nửa tụng dưới là nêu lên việc cho xe. Chữ đọc là tấn, nghĩa như chữ tướng, người giúp việc. Sách Ngọc Thiền giải thích là người hướng dẫn đạo, người ra ngoài để tiếp tân thì gọi là tấn, người vào trong để giúp lễ thì gọi là tướng. Thêm nữa, tấn là người dẫn đường bẩm trình, có bản viết thành chữ tân. Nay người đi trước dẫn đường thì gọi là tấn, người theo đằng sau thì gọi là tòng. Tướng mạo của xe được thuyết minh ở trên giống với trường hàng, riêng về số thì khác trước. Tùy theo văn cảnh mà hiểu, các độc giả nên lần lượt đối chiếu với trường hàng mà giải thích. Nay sợ rườm rà nên dừng. Kinh văn, các con lúc bấy giờ tới tự tại không ngăn ngại. Tán rằng đây là ý thứ tư, vượt điều mong muốn của con. Dòng trời khắp bốn phương, ví với việc giáo hóa bốn loại chúng sinh. Vì được trí giác nên chơi đùa, vì được lý diệt cho nên sung sướng, vì được thần thông cho nên tự tại, liệt được các chướng cho nên vô ngại. Tự tại có 10 thứ. 1. Tài của cải. 2. Tâm. 3. Thọ. 4. Nghiệp. 5. Sinh. 6. Thắng giải. 7. Nguyện. 8. Thần lực. 9. Pháp. 10. Trí. Như đã thuyết minh ở các chỗ khác, lại có 4 tự tại, 1 tướng, 2 thổ, 3 trí, 4 nghiệp, nay đều đạt được cả. Trên đây là 65 tụng rưỡi tụng về dụ thuyết. Kinh văn,
Bảo Xá Lợi Phất này tới cha lành của thế gian, tán rằng dưới đây là 18 tụng, tụng về hợp thuyết cũng như trên, đây chia làm hai phần. 11 tụng hợp thuyết xưa là quyền thừa, 7 tụng hợp thuyết nay là thực thừa. Trong phần xưa là quyền thừa có 4 ý, 1 tụng hợp thuyết ba cõi đều có Phật, 3 tụng hợp thuyết năm nẻo ngũ thú nguy vong, 5 tụng rưỡi hợp thuyết thấy chúng sinh khổ, bèn đặt ra phương tiện quyền nghi, 1 tụng rưỡi hợp thuyết y theo lời dạy tránh khỏi tai nạn. Đây là văn phần đầu, ý giống như đã giải thích trong phần trường hàng ở trước. Kinh văn, hết thảy các chúng sinh tới không có chút tuệ tâm. Tán rằng, dưới là ý thứ hai, có ba tụng hợp thuyết năm nẻo uy vong chia làm ba phần. Một tụng hợp thuyết người đông các con du cư trong thế gian hạng vô trùng tính, vì dẫu chẳng giống như con đẻ nhưng cũng là con nuôi. Một tụng hợp thuyết nhà cửa mục nát nguy hiểm. Một tụng hợp thuyết các phương tai họa khởi lên, đây là phần đầu. Vì đám trước dục lạc thế gian quá sâu, thâm trước thế lạc, nên khởi lên điều ác rất sâu. Cũng có bản chép là thâm trước ngũ dục, lấy bản đầu làm chính vì thông cả ba cõi. Không có chút tuệ tâm có nghĩa là không có thiện ý. Kinh văn, ba cõi đều không yên, tới cháy dữ chẳng tắt dứt. Tán giảm, đầu tiên là một tụng nói về nhà cửa mục nát nguy hiểm, năm uẩn đều bị bốn khổ bức bách biến đổi tàn tạ. Sau đó là một tụng nói về các phương đều có tai họa khởi lên khắp trong bốn vị sinh lão bệnh tử, đều bị lửa mạnh phiền não thiêu đốt. Chữ đọc là xí có nghĩa là thịnh, mạnh, vượng. Kinh văn, Đức Như Lai đã lìa tới ở yên nơi rừng ruộng. Tán rằng dưới đây là ý thứ ba, có năm tụng rưỡi hợp thuyết về thấy chúng sinh khổ, bèn đặt ra phương tiện quyền nghi có ba phần. Ba tụng đầu hợp thuyết về thấy chúng sinh khổ, xót thương chúng sinh. Một tụng hợp thuyết về việc Phật khai thị đại thừa chúng sinh chẳng muốn. Một tụng rưỡi cuối hợp thuyết về việc Phật chính thuyết tam thừa cứu giúp một cách vô tư phương bà tế. Phần đầu lại chia làm ba, một tụng đầu thuyết minh về tự mình ra khỏi nhà, một tụng nói rõ nhà thuộc về ta, một tụng nói rõ sức mình có thể, đây là phần đầu. Chứng niết bàn cho nên vắng lặng tịch nhiên, ra khỏi vòng sinh tử cho nên nhàn rỗi ở không, nhàn cư, thường tại trong định cho nên rất là phóng khoáng, ở yên nơi rừng ruộng vì định ấy là rừng công đức. Nhưng có bài tụng nói rằng, voi chúa ở đồng ruộng phóng khoáng lòng không lo, trí già ở núi rừng tiêu gia vui vắng lặng. Kinh văn, hiện nay ba cõi này tới đều là con của ta. Tán rằng, nhà thuộc về ta, chúng sinh đều là con ta. Kinh văn, mà nay ba cõi này tới có thể cứu hộ được. Tán rằng, đây là nói sức mình có thể, chứ chẳng phải ai khác có thể. Kinh văn, dẫu lại dạy dỗ nữa, tới bởi vì tham trước sâu. Tán rằng, một tụng hợp thuyết về khai thị đại thừa mà chẳng muốn. Giáo nghĩa là huấn, chiếu là soi sáng, minh. Tuy giáo huấn rõ ràng mà chúng sinh chẳng tin đại thừa vì đem trước dục lạc quá sâu. Có người nói từ giáo chiếu vốn là giáo chiêu, và chiêu có nghĩa là dụ dỗ dành vì dẫn dụ dạy bảo rõ ràng. Kinh văn, bởi vậy nên phương tiện tới đạo pháp xuất thế gian. Tán rằng, đây là hợp thuyết về việc Phật chính thuyết tam thừa. Kinh văn, các người con này đây tới hoặc bất thoái Bồ Tát, đây là ý thứ tư, hợp thuyết về chúng sinh y theo lời dạy tránh khỏi tai nạn. Tâm quyết định có nghĩa là chẳng nghi tứ đế, chứng được chân đế, có đủ 6 thần thông, đó đắc quả A-la-hán. Còn 2 quả khác có thể biết được. Luận nói bất thoái là bậc trụ sơ địa trở lên, xuất ly phân đoạn sinh. Tam minh gồm túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Cứ theo thứ tự mà có thể biết được 3 đời quá khứ, vị lai hiện tại, trừ được sự ngu si 3 đời. Những điều hiểu biết là thắng trội, cho nên chỉ riêng 3 thứ này gọi là tam minh. Kinh văn, này ông Xá Lợi Phất, tới được chọn thành Phật đạo. Tán rằng dưới đây có 7 tụng hợp thuyết về nay, Phật thuyết thực thừa chia làm 2. 2 tụng hợp thuyết cha chỉ có 1, 5 tụng tán thán công đức của thừa thắng trội, đây là phần đầu. Kinh văn, Phật thừa này vi diệu, tới không có gì cao hơn. Tán rằng dưới đây là 5 tụng tán thán đức của thừa, chia làm 4, một tụng tán thán 4 đức của thừa, một tụng điều tán thán của thánh, một tụng nói về toàn bộ các món vui thích, 2 tụng nói về điều vui đệ nhất, đây là phần đầu, nêu 4 đức, 1 vi diệu vì rất thắng trội, 2 thanh tịnh vì lìa chướng, 3 đệ nhất vì là trội nhất, 4 vô thượng vì không gì hơn được. Kinh văn,
là thứ Phật ưa thích tới và cúng dường lễ bái. Tán rằng đây là thứ mà Thánh khen ngợi, chẳng những Phật ưa mà khen ngợi, mà còn có thể khiến chúng sinh ba nghiệp, tức là chúng sinh trong ba cõi đều hướng về nương tựa, quy y, tam nghiệp, ba cõi. Một, phước nghiệp, nghiệp chiêu cảm, thiện quả, cõi dục. Hai, phi phước nghiệp, nghiệp chiêu cảm, ác quả, cõi dục. Ba, bất động nghiệp, nghiệp chiêu cảm, thiện quả, cõi sắc và cõi vô sắc. Kinh văn, đến vô lượng ước thiên, tới cùng pháp khác của Phật, tán rằng đây là tụng về toàn bộ các món vui thích. Kinh văn đắc được thừa như vậy, tới mà thẳng tới đạo tràng. Tán rằng đây là tụng niềm vui đệ nhất. Ngày đêm kiếp số thường được chơi đùa, ba thừa đều lên sơ địa trở lên. Nhờ chủng trí nhất thừa này, trải qua hai A Tăng kỳ mới tới Phật vị. Nếu người nhị thừa nhờ vô lậu giáo cùng hữu lậu thừa, thì phải mất một đại A Tăng kỳ mới nhập sơ địa. Như vậy gọi chung là ngày đêm kiếp số. Ba loại ý sinh thân do nhờ nhất thừa quý báu vô lậu này mà thẳng tới đạo tràng là ngôi vị của Phật Bồ Đề Niết Bàn, uẩn sinh đạo xứ, đó gọi là đạo tràng. Hoặc nhờ nhân thừa chủng trí mà tới đạo tràng Đại Bát Niết Bàn trong Phật vị, hoặc tới đạo tràng chân như Phật quả, đấy chính là nhân thừa mới tới quả thừa. Do đó những điều tổng thuyết về giáo lý hạnh quả ở trên đều là thừa thể. Kinh văn, vì bởi nhân duyên này tới chư Phật dùng phương tiện. Tán rằng đây là tụng về lời văn kết, đáp ở đoạn lớn thứ ba trong trường hàng. Cần phải biết rằng chư Phật dùng sức phương tiện đối với một phần thừa mà phân biệt thuyết ba thừa. Vì lý đã thuyết minh ở trên đó mà cho dù có tìm thật kỹ ở khắp các cõi mười phương cũng không có cái thể của nhị thừa. Chư Phật phương tiện giáo thuyết có ba thừa cũng không hề có cái thể cực quả của ba thừa. Chư thuyết về nhân của nó thì phương tiện có ba. Kinh văn, bảo Xá Lợi Phất rằng tới khiến ra khỏi ba cõi. Tán rằng đây là đoạn văn lớn trong chính dụ giáo hóa có ba. Trên đây đã tóm tắt chỉ rõ lý do Phật đáp là hứa sẽ thuyết giáo và chính thuyết pháp dụ khiến họ hiểu rõ. Dưới đây là đoạn thứ ba có 80 tụng rưỡi, tụng về ý khuyên tín giả kinh này ưa Phật trí tương lai có hai phần. 14 tụng rưỡi nói rõ pháp có quyền thực khiến họ bỏ quyền lấy thực. 66 tụng chỉ rõ cái sai cái đúng của con người khiến họ học cái đúng trừ cái sai. Trong phần đầu lại có hai tụng nói rõ cha con tình sâu, thấy con khổ thì hay cứu. 12 tụng rưỡi chính thức nói rõ quyền thực khiến họ lấy thực bỏ quyền. Đây là phần đầu. Chữ đọc là lũy có nghĩa là tích lũy. Kinh văn, ta dẫu ngày trước nói tới chỉ có Phật trí tuệ, tán rằng dưới là 12 tụng rưỡi chính thức nói rõ về quyền thực khiến bỏ quyền lấy thực. Trong đó có hai, một tụng rưỡi lưu chung về xưa là quyền, nay là thực. 11 tụng thuyết minh riêng về nay thực, xưa quyền. Đây là phần đầu. Ta tùy trước nói các ngươi sẽ diệt độ, chỉ là có thể hết được phân đoạn sinh tử, đó để được niết bàn. Hậu hữu chẳng còn tiếp tục, còn biến dịch sinh tử chẳng phải là do biệt nghiệp chiêu cảm, vì chẳng gây chướng ngại cho hạng vô học nhập vô dư niết bàn. Ở đây giấu đi chẳng nói, sự diệt độ của các ngươi thực ra chẳng phải là đại bát niết bàn, chẳng phải thực sự diệt độ. Thứ mà các ngươi cần tu tập thêm chỉ là Phật trí tuệ, mà tính là pháp thân, tướng là đại tuệ. Vì trí chứng lý cho nên hai chứng chẳng sinh, bèn được giải thoát, gọi là đại niết bàn vì ba sự đầy đủ. Kinh văn, nếu có Bồ Tát nào tới đều là Bồ Tát cả. Tán rằng dưới đây là 11 tụng nói về nay thực xưa quyền, trong có hai phần. 9 tụng rưỡi thuyết minh về nay là thực xưa là quyền, 1 tụng rưỡi là kết luận, phần đầu lại có hai ý. 2 tụng đầu nói rõ nay là thực thừa, 7 tụng rưỡi sau nói xưa là quyền thừa, đây là ý đầu. Kinh văn, nếu có người tiểu trí tới chân thực không sai khác, tán rằng dưới đây là 7 tụng rưỡi nói rõ xưa là quyền, trong đó có hai phần. 6 tụng đầu thuyết minh về quyền tứ đế, 1 tụng rưỡi sau giải thích về đắc quyền xứ. Phần đầu có 4 ý, 2 tụng về khổ đế, 1 tụng rưỡi nói về tập đế, 1 tụng rưỡi nói về diệt đế, 1 tụng nói về đạo đế, đây là phần đầu. Kẻ chấp trước sâu về ái dục, thì sở ái là nội thân, sở dục là ngoại cảnh, đều là khổ đế. Tụng đầu nói về khổ đế, ý nói chẳng bỏ thế đế mà nhập chân đế. Tụng sau nói về chúng sinh hoan hỷ, bởi vì được nhập thánh, được pháp chưa từng có, đắc vị tàng hữu. Đức Phật thuyết khổ đế chân thực không khác, giải thích khổ là đế, đế có nghĩa là thực. Kinh Di Giáo nói Phật thuyết khổ đế chẳng thể khiến cho sung sướng, vì đó thực sự là khổ.
Kinh văn, nếu có các chúng sinh tới mà phương tiện thuyết đạo, tán rằng đây là tập đế, khổ nhân, nguyên nhân của khổ là tập đế, là nghiệp, phiền não vậy. Đạo có nghĩa là nhân, tức là thể tập đế, vì là khổ đế nhân, đoạn tập thì gọi là đạo đế. Kinh văn, nguyên nhân của các khổ tới gọi là đế thứ ba, tán rằng đây là diệt đế. Tham là gốc khổ, gốc còn tồn tại thì khổ nảy sinh, nếu diệt gốc tham thì quả khổ sẽ diệt. Chỗ nó y chỉ là khổ quả thân, để diệt tập khổ nên thuyết diệt đế. Kinh văn, vì để chứng diệt đế tới gọi là được giải thoát. Tán rằng đây là đạo đế, do đạo chứng diệt vì lìa khổ phược nên gọi là chứng niết bàn, được giải thoát. Kinh văn, người đó ở nơi đâu tới giải thoát hẳn hết thảy. Tán rằng đây là giải thích về đắc quyền xứ. Hai câu đầu là hỏi, bốn câu sau là đáp. Cứ lìa hư vọng phiền não, nghiệp khổ, phân đoạn sinh tử thì gọi là được giải thoát, vì chứng được hữu tác tứ thánh đế, chưa được tới mức hai chướng, hai nghiệp, hai tử, thảy đều diệt tận, giải thoát hết, giải thoát hẳn hết thảy, nhất thiết giải thoát là chứng nhập pháp không trí, tức là đạo đế của vô tác tứ thánh đế. Hữu tác tứ đế gồm phân đoạn sinh tử là khổ đế, nghiệp phiền não là tập đế, hữu vô dư niết bàn là diệt đế, sinh không trí phẩm là đạo đế. Vô tác tứ đế gồm biến dịch sinh tử là khổ đế, sở chi chướng là tập đế, vô trụ niết bàn là diệt đế, pháp không trí phẩm là đạo đế. Cho nên Kinh Thắng Ma nói rằng tám thánh đế như vậy chẳng phải là điều mà các hạng thanh văn duyên giác biết được. Kinh văn, Phật nói rằng người này tới khiến họ tới diệt độ. Tán rằng đây là kết luận thứ hai trong phần thuyết minh về nay thực xưa quyền. Ý này có hai. Một, Phật nói nhị thừa trụ quyền chưa thực diệt độ vì người ấy chưa được đạo vô thượng. Hai, ý ta cũng chẳng muốn khiến cho kẻ nhị thừa trụ quyền ấy lập tức tới được vô dư diệt độ. Ý nói muốn khiến họ tranh thủ đạo vô thượng đại bát niết bàn, chẳng khiến hạng trụ quyền ấy được cứu cánh diệt ngay. Trên đây là 14 tụng rưỡi thuyết minh về vấn đề quyền thực của pháp khiến bỏ quyền lấy thực. Kinh văn, ta là đấng pháp vương tới nên hiện ở thế gian. Tán rằng dưới đây là 66 tụng chỉ rõ sự đúng sai của con người, khiến học cái đúng trừ cái sai, chia làm 4 phần. Hai tụng rưỡi đầu nói rõ ta biết căn khí, bởi vậy có thể thuyết. Các người chẳng biết chớ tuyên truyền bậy. Tám tụng sau nói rõ người tin thì ngôi cao, để vun trồng gốc đức đã lâu. 36 tụng rưỡi nói về tội tướng của người vô trí chẳng tin. 19 tụng đối với người có trí thì nên thuyết cho họ. Trong phần đầu lại có 2. Một tụng ta biết căn khí, bởi vậy có thể thuyết được. Một tụng rưỡi nói về các ngươi chẳng biết, chớ tuyên truyền bậy. Đây là phần đầu, là pháp vương cho nên thông hiểu biết rõ thuốc bệnh, tự tại nên các pháp, phân biệt rõ pháp dược, làm cho chúng sinh an ổn, phân biệt biết rõ căn khí, có khả năng thuyết pháp ứng với căn cơ cho nên xuất hiện ở thế gian. Kinh văn, này ông xá lợi phất, tới chớ có tuyên truyền bệnh. Tán rằng đây là thuyết minh về ý các ngươi chẳng biết, chớ tuyên truyền bệnh. Pháp ấn có nghĩa là diệu lý nhất thừa ấn đại thừa giáo, vì khiến quyết định ta vì lợi ích nên thuyết ấn này. Các ngươi đã chẳng biết thuốc cùng với bệnh thì chớ tuyên truyền bệnh vì sợ sẽ sinh họa. Kinh văn, nếu có ai được nghe tới là A Bệ Bạt Trí. Tán rằng dưới là ý thứ hai có 8 tụng, người tin thì ngôi cao đều trồng gốc đức lâu ngày, trong có 6 ý. 1. Một tụng ngôi cao năng tín. 2. Một tụng rưỡi nói về duyên đi gặp Phật đã từng được nghe nên mới tin. 3. Một tụng rưỡi nếu có ai có thể tin tưởng điều mà ngươi thuyết thì cũng giống như đã gặp ta. 4. Một tụng nói về trí sâu có thể tin tưởng, còn thức nông thì chẳng thể. 5. Một tụng nói về loại quyết định tính nhị thừa chẳng thể tin tưởng. 6. Hai tụng cuối nói về loại bất định tính nhị thừa mới thuận theo sinh tín. Đây là phần đầu. Có người nào nghe kinh này tâm sinh hoan hỷ, cả thân lẫn tâm đều đỉnh lễ cung kính mà tin tưởng thì nên biết rằng người đó đã trụ ở địa vị bất thoái. A Bệ Bạt Trí ở phương Tây dịch là bất thoái, chẳng lùi. Còn có bản viết là A Duy Việt Trí, A Tỷ Bạt Trí. Theo A Bệ Bạt Trí coi đó là đúng, các âm khác đều sai. 4 bất thoái, tín vị chứng hành, tất cả đều bất thoái vì căn cơ đã chín muồi. Kinh văn, nếu có ai tín thụ tới cũng được nghe pháp này. Tán rằng đây là ý thứ hai, duyên xưa gặp Phật đã từng được nghe nên mới tin tưởng vì có túc nhân.
Kinh văn, nếu người nào có thể tin những điều ngươi nói tới cùng các hạng Bồ Tát. Tám rằng, đây là ý thứ ba, nếu tin lời ngươi nói thì là nhìn thấy thân ta. Vì tỳ kheo Bồ Tát Tam Bảo không khác, vì Tam Bảo đồng thể. Nếu là biệt thể thì ăn trực tiếp thấy, tức là thấy ngươi. Chúng ta đều muốn khiến họ đều được nghe pháp này, vì lý không khác. Kinh văn, nói kinh pháp hoa này, tối mê hoặc chẳng hiểu được. Tám rằng, đây là ý thứ tư, trí sâu thì có thể tin tưởng vì lý thâm diệu, nhận thức nông cạn thì chẳng thể tin được, đó là nói hạng phàm phu ngu si. Kinh văn, hết thảy hàng thanh văn tới sức kia chẳng hiểu được. Tám rằng, đây là ý thứ năm, đây là điều mà hạng quyết định nhị thừa chẳng thể hiểu được, vì trái với bản tâm. Kẻ chẳng ngu về pháp thì có thể tin về nghĩa, nhưng không thuận tu hành. Kinh văn, chính ngươi xá lợi phất tới chẳng phải trí của mình. Tán rằng, đây là ý thứ sáu, bất định tính nhị thừa mới thuận sinh tín. Người là loại tối thượng căn mà còn dùng lòng tin, tin lời ta mới dần dần chứng nhập. Huống chi là hạng thanh văn bất định tính, Bồ Tát nghe pháp đó có thể ngẫm nghĩ lựa chọn mà nhập. Chữ là phiên thiết của thường lưỡng, Ngọc Thiên đọc là thượng, có nghĩa là ngõ hầu và lại. Kinh văn, lại nữa xá lợi phất, tới thì chớ thuyết kinh này. Tán rằng, đây là đoạn thứ 3 gồm 36 tụng rưỡi, nói về tội tướng của hạng vô trí chẳng tin, có hai phần. Hai tụng đầu nói về hạng phàm phu ngoại đạo, nếu có bảy điều ác thì đừng thuyết cho họ. 34 tụng rưỡi sau nói về tướng ác nhân ác quả, trong việc nếu thuyết cho họ mà họ chẳng tin. Trong phần đầu có hai ý, một tụng ý nói nếu có đủ 4 điều ác thì chớ thuyết cho, một tụng ý nói có đủ 3 điều ác cũng đừng thuyết cho. Đây là phần đầu. 4 điều ác gồm: 1. Kiêu, cậy vào chủng tính sắc lực thông minh của cả mà say sưa phóng dật. 2. Mạng, có đủ 7 mạng để lấn lướt người khác, ít đức nói là nhiều đức, như bọn 5.000 người thoái tịch. 3. Giả đãi, lười nhác, phóng dật, phóng túng, du đảng mãi không chán. 4. Ngã kiến, hạng ngoại đạo, nếu ai rất ghét ghét cảnh sinh tử, thiết tha mong cầu xuất ly thế gian, tự mình nhún nhường tôn trọng người khác, khiêm tốn yêu pháp, siêng năng chẳng phóng dật, trừ hoặc quán vô ngã, tin theo kinh này thì mới nên thuyết cho họ. Nếu đủ 4 ác thì chẳng nên thuyết cho họ, dưới đều theo đúng như vậy thì có thể biết. Kinh văn, hạng phàm phu thức cạn tới cũng đừng thuyết cho họ. Tán rằng, đây có 3 điều ác: 1. Kiến thức nông cạn, lại giả bộ thông minh, thức đạt chẳng xa. 2. Chấp trước quá sâu vào ngũ dục, tức là hạng tại gia say đắm ngũ dục, thân tâm phiền não nặng. 3. Nghe mà chẳng thể hiểu nổi, đó là hạng phàm phu ngu độn, vô chủng tính và hạng nhị thừa định tính ngu pháp. Nếu là các hạng như trên thì chớ có thuyết cho họ. Kinh văn, nếu có người chẳng tin tới thế gian Phật chủng vậy. Tán rằng, dưới đây là 34 tụng rưỡi nói về tướng ác nhân ác quả. Nếu như thuyết cho họ mà trong lòng họ chẳng tin, có hai phần. 4 tụng rưỡi ý nói vì chẳng tin cho nên gây thành ác nhân. 30 tụng nói về vì chẳng tin cho nên phải chịu ác quả. Phần đầu chia làm hai phần. 1 tụng ý nói vì chẳng tin cho nên thiện diệt. 3 tụng rưỡi nói về vì chẳng tin cho nên ác sinh. Đây là phần đầu. Diệt nhân hữu lậu thì gọi là đoạn thế gian chủng, diệt nhân vô lậu thì gọi là đoạn Phật chủng. Do tin lý này, đầu tiên là huân đúc hữu lậu thiện chủng tử, cho nên sinh ở cõi người cõi trời, được hưởng thủ thắng diệu lạc, bồi dưỡng nên vô lậu pháp nhị chủng tử, sau đó dần dần gia nhập hàng ngũ các bậc thánh. Vô lậu mới sinh phát triển dần dần cho tới khi thành quả Phật, cho nên nếu tin kinh này thì gần thì thành cá nhân của cả cõi người cõi trời thuộc về thế gian, xa thì thành Phật nhân, sau này thành Phật lợi lạc vô biên. Nếu tự mình chẳng tin hủy báng kinh này, gây chướng ngại chẳng chắc lưu hành, khiến người khác chẳng tin kinh này, thì há chẳng phải là đoạn hai loại chủng đó ư? Hai loại chủng chỉ thế gian chủng và Phật chủng, bởi vì đó chính là chọc mù con mắt của người của trời, là đoạn hết thảy Phật chủng của thế gian, tổn phá vô lậu chủng tử pháp. Do đó kinh nói rằng, nếu có ai khuyến pháp Bồ Đề Tâm thì Phật chủng chẳng đoạn, cho nên phỉ báng kinh này là đoạn Bồ Đề Tâm, gọi là đoạn Phật chủng. Pháp chẳng thực hành cho nên gọi là đoạn pháp chủng, đã chẳng phát tâm, chẳng chứng thánh đạo thì cũng gọi là đoạn tăng chủng. Nay thuyết theo thứ trội nhất nên chỉ nói là đoạn Phật chủng. Kinh văn, hoặc có kẻ cao có tới kinh điển như thế này. Tám rằng, dưới đây là 3 tụng rưỡi nói về ý vì chẳng tin nên ác sinh, có hai ý.
Hai tụng đầu nói về vì chẳng tin ở pháp đã khởi ba nghiệp ác. Một tụng rưỡi sau nói về vì chẳng tin ở người đã khởi tứ ác hành. Đây là phần đầu. Câu có tần xúc là tướng thể hiện bản thân chẳng tin. Nếu là câu mày thì tần viết là, nay viết là, có nghĩa là câu mày nhiều lần. Cũng có nghĩa như tính chập vào nhau, gộp vào nhau, nghĩa là lông mày chập một chỗ. Chữ đọc là xúc, có nghĩa là sát vào. Cũng viết là tướng thể hiện tâm trạng chẳng tin kẻ nghi hoặc, là tướng thể hiện lời lẽ chẳng tin của kẻ phỉ báng. Đoạn kinh này lẽ ra phải nói là dù Phật còn tại thế hay sau khi diệt độ, nếu có kẻ phỉ báng kinh điển như thế này, hoặc có kẻ câu có mà ôm mối nghi hoặc, người hãy nghe ta nói tội báo của kẻ đó. Trong văn có sự đảo lộn trật tự câu văn, kinh văn, thấy có ai đọc tụng tới nơi nay lại lắng nghe. Tán rằng, đây là mục nói về chẳng tin người thì sẽ khởi tứ ác hành. Thấy bốn loại người, một đọc, hai tụng, ba chép, bốn chỉ, kinh này mà chẳng tin rồi khởi ác hành. Nếu nó gộp tất cả thì có tới 10 loại người thực hành, 10 loại pháp hành. Thế những người này mà chẳng tin rồi khởi 10 ác hành. Trong này tóm lược, cho nên chỉ nêu khởi tứ ác hành đối với bốn loại người. Độc tụng, thư, trì, thử kinh. Tứ ác hành gồm 1 khinh rẻ, 2 ghét, 3 ghen, 4 hằn thù, kết hận. Chỉ nói sơ qua bốn loại nhân gây tội nhẹ nhất này. Thực ra còn đánh mắng, chém giết, chẳng trói, cướp đoạt, phỉ báng, nói xấu, tức giận, làm hại, vân vân, đều là các loại nhân gây tội nặng nhưng lược đi chẳng nêu. Hãy nghe về quả báo của các loại tội đó. Kinh văn, người đó mệnh chung tới cho tới vô số kiếp. Tán rằng dưới đây là 30 tội nói về tướng thụ khổ quả vì chẳng tin tưởng, chia làm 2 phần. 28 tội nói về quả bất tín, 2 tội là kết luận. Phần đầu lại có hai ý. Đầu là 22 tụng nói về tướng lần lượt trải qua ba nẻo, thụ quả dị thục. Sau là 6 tụng nói về tướng trải chung bốn nẻo, thụ hai quả tăng thượng và đẳng lưu. Trong ý đầu này lại chia làm 3. 1 tụng rưỡi thụ địa ngục quả tướng, 10 tụng rưỡi thụ súc sinh quả tướng, 10 tụng thụ nhân chung quả tướng. Chẳng nói đến ngạ quỷ, vì ngạ quỷ phần nhiều do tham sinh. Kẻ chẳng tin kinh này, sinh tham thì ít, cho nên lược đi chẳng thuyết. Thực ra không phải là không có, văn dưới cũng có. Quyển 1 trước đây đã nói 5 nẻo được phân biệt bằng 6 môn, trên đã giải thích 3 môn, 1 danh, 2 thể, 3 khai hợp. Này phân tích thêm 3 môn còn lại, 4 xứ sở, 5 quả tướng, 6 thọ lượng. Xứ sở của nẻo địa ngục. Xứ sở của nẻo địa ngục tức là địa ngục, tiếng Phạn gọi là nạn lạc ca. Có 3 loại: A căn bản, B cận biên, C cô độc. A địa ngục căn bản tức là bát nhiệt, bát hàn. 1 địa ngục bát nhiệt. 1 đẳng hoạt, 2 hắc thẳng, 5 đại hảo khiếu, 6 thiêu nhiên, 3 trúng hợp, 4 hảo khiếu, 7 cực thiêu nhiên, 8 vô gián. 2 địa ngục bát hàn, 1 bào, 2 bảo liệt, 5 hổ hổ hoàn, 6 thanh liên hoa, 3 yết tích cô, 4 hách hách hoàn, 7 hồng liên hoa, 8 đại hồng liên hoa. 3 vị trí của bát nhiệt bát hàn, phía dưới đây cách 32.000 du thiện na có ngục đẳng hoạt, dưới đẳng hoạt 4.000 du thiện na có ngục hắc thẳng, vân vân. Cả thảy 7 loại địa ngục, cứ như vậy 6 nại lạc ca ở dưới đều cách nhau hơn 2.000 do tuần. Còn bát hàn địa ngục đều nhỏ hơn bát nhiệt địa ngục. Các ngục nói trên đều là căn bản địa ngục, có nghĩa là có rất nhiều loại địa ngục. Bởi vì các loại địa ngục trên dưới trùng điệp, tính sơ qua thì đáy ngục vô gián cách mặt đất tất cả là 12.800.000 do tuần. Ở đây giải thích chẳng phải như thế, núi Diệu Cao cách phía dưới nước chỉ nói là 8 vạn, tức ở Kim Luân hẳn chẳng thể thế. Có chỗ giải thích rằng phía dưới đầy cách 32.000 do tuần có ngục đẳng hoạt, dưới đẳng hỏa cách 4.000 do tuần có 7 ngục còn lại. 7 ngục còn lại chẳng phân trên dưới mà cùng ngang hàng. Ngục sơ hàn ngang cùng đẳng hỏa. Bên dưới sơ hàn cách 2.000 do tuần cũng 7 hàn còn lại. 7 hàn cũng cùng ngang nhau, chẳng phân trên dưới. 8 địa ngục ấy rộng 10.000 do tuần, chẳng nói trên dưới. Du già chỉ nói dưới nơi đây 32.000 có ngục đẳng hỏa. Dưới đẳng hoạt 4.000 có các na lạc ca khác, sơ hàn ở cạnh đẳng hoạt, dưới đây cách 2.000 có các hàn na lạc ca khác. Na lạc ca xứ rộng 10.000, chẳng nói riêng trên dưới cách nhau,
đến 4.000 và mỗi một địa ngục đều rộng 10.000. Cho nên theo Tỳ Bà Sa Luận có hai thuyết, còn Câu Xá thì lại nói rằng dưới quá 2 vạn do tuần là tới đáy ngục vô gián, rất là nông gần. B. Địa ngục cận biên, tức là bên ngoài cửa ngục bát nhiệt đều có 4 cửa, Câu Xá gọi đó là 16 tăng, chỉ các ngục Đường Ôi, Thi Phân, Phong Nhẫn, Liệt Hà. C. Địa ngục cô độc, tức là một hoặc nhiều chỗ thủ tội trong núi, ngoài đồng, dưới cây, trên không, loài bàng xanh vốn ở biển cả, trôi dạt đi ở chỗ khác. Kinh Chính Pháp Niệm nói, phía dưới, cách 500 do tuần có nước của Diệm Ma Vương, sau trôi đi chỗ khác. Là người ở 4 Đại Châu, 4 Trung Châu, mỗi thứ một loại đều có 500 tiểu châu để làm quyến thuộc. Loài trời thì ở lục dục, sắc giới, vô sắc giới. Tứ đại thiên vương chúng thì ở tầng bậc thứ tư, lại lưng chừng núi Diệu Cao. Câu Xá nói là trụ ở chỗ đầu đỉnh Diệu Cao, tam thập tam thiên trụ tại đỉnh núi Diệu Cao. Các trời khác thì dần dần theo thứ tự, trụ ở không trung phía bên trên. Đỉnh núi Tù Gì trở xuống cách 8 vạn du thiện na, các trời bên trên cách đất gấp đôi số ấy, Dạ Ma Thiên cách đất 16 vạn, Tri Túc Thiên cách đất 32 vạn, trừ Vô Vân Thiên cho đến bên trên đều cứ theo như vậy mà tính thì sẽ biết. Vô sắc giới thiên sẽ tùy theo chỗ nhập định trước ở dục giới sắc giới mà thụ quả. Loài phi thiên căn bản trụ ở dưới biển Bắc Hà, tại núi phía Bắc, tại phía Bắc núi Diệu Cao. Các loài bàng tiểu khác thì tùy theo loại ở 4 châu như trên đã nói. Quả tướng của 5 loài thuộc dục giới, tướng thụ quả, chỉ việc loài hữu tình ở địa ngục phần nhiều phải chịu nỗi khổ của các cực hình, loài hữu tình ở bàng sinh phần nhiều phải chịu nỗi khổ vì ăn thịt lẫn nhau, loài hữu tình ở ngạ quỷ phần nhiều phải chịu cực khổ vì đói khát, loài hữu tình ở nhân thú tức loài người phần nhiều phải chịu đủ mọi nỗi khổ vì sự thiếu thốn đeo đuổi cầu cạnh, loài hữu tình ở thiên thú tức loài trời phần nhiều phải chịu nỗi khổ vì sự suy não trụy một. A. Quả tướng ở địa ngục. 1. Tướng thụ khổ ở địa ngục bát nhiệt. 1. Khổ tướng ở ngục đằng hoạt, hữu tình ở đó phần nhiều cùng nhau tụ tập, các loại khổ cụ do nghiệp tăng thượng sinh ra lần lượt khởi lên tàn hại lẫn nhau, ngất lăn ra đất. Sau đó trong hư không có tiếng nói to, các hữu tình này có thể trở về đằng hoạt, có thể trở về đằng hoạt. Sau đó hữu tình ở đó bỗng nhiên lại trở dậy, lại phải chịu các khổ cụ bị tàn hại như trước, do nhân duyên này mà thụ khổ lâu dài. Thậm chí khi mọi nghiệp ác bất thiện gây ra trong đời trước chưa hết thì vẫn chưa được ra khỏi địa ngục này. 2. Khổ tướng ở ngục hắc thẳng. Hữu tình ở đó phần nhiều bị ngục tốt dùng thừng đen gom lại, hoặc thành 4 phương, hoặc thành 8 phương, hoặc thành các loại hoa văn đổ họa. Bọn đó sau khi đã bị gom lại rồi thì tùy theo từng nơi trốn, hoặc bị đục, bị đẽo, bị trẻ, bị khoét, do các nhân duyên như vậy mà bị khổ lâu dài, đến khi nghiệp hết thì mới được ra. 3. Khổ tướng ở ngục chúng hợp. Hữu tình ở đó có khi xoay sở tụ tập hòa hợp, lúc ấy liền có ngục tốt xua đuổi, khiến phải vào giữa hai núi sát lớn hình đầu dê. Khi chúng vào hết rồi thì hai núi ép lại, sau khi bị ép, máu từ mọi cửa ứa ra chảy vào hai núi đầu dê sắt. Các núi sắt đầu ngựa, đầu voi, đầu sư tử, đầu hổ cũng như thế. Sau khi khiến hòa hợp lại, rồi đem đặt vào trong tàu sắt lớn và ép như ép mía. Sau khi bị ép, máu liền tứa ra, lại hòa hợp lại thì có núi sắt lớn từ trên rơi xuống, khiến hữu tình ở đó ngã lăn ra trên nền sắt. Kẻ thì bị đẽo, kẻ thì bị đâm, kẻ thì bị giã, kẻ thì bị xé. Sau khi bị đẽo, đâm, giã, xé, máu liền tứa ra, bị khổ lâu dài, đến khi nghiệp hết mới được ra. Nỗi khổ của ngục này có 3. 1. Hai núi kẹp. 2. Tàu sắt ép. 3. Núi sắt đè. 4. Khổ tướng ở ngục hào khiếu. Hữu tình ở đây tìm kiếm nhà cửa, bèn vào trong buồng sắt lớn. Vừa mới vào xong, lửa liền bùng cháy. Chúng bị lửa này thiêu đốt hết mức, thiêu đốt khắp cả. Khi bị thiêu đốt rồi, khổ đau ghê gớm, cất tiếng kêu gào, bị khổ rất lâu, đến khi nghiệp hết thì mới được ra. 5. Khổ tướng ở ngục Đại Hào Khiếu. Khác với ngục trên, nhà buồng ở đây giống như thai tạ, khổ hơn ngục trước nên kêu to hơn. 6. Khổ tướng ở ngục Thiêu Nhiên. Ngục tốt ở đó đem các hữu tình đặt lên trảo sát lớn vô lượng du thiên na tam nhiệt, lật phải lật trái, dán đốt trong ngoài, lại như nướng cá.
dùng xiên sắt lớn mà xiên suốt từ dưới qua đỉnh đầu rồi lật đi lật lại mà nướng, khiến các căn, các lỗ chân lông trong miệng của các hữu tình đó đều bốc lửa. Lại đem các hữu tình đó đặt lên trên nền sắt lớn như trên, hoặc ngửa hoặc sấp, rồi lấy chày sắt lớn tam nhiệt, hoặc quật, hoặc đánh, hoặc nện, đánh khắp, nện khắp, khiến nát như giã giò, bị khổ lâu dài, đến khi nghiệp hết thì mới được ra. Nỗi khổ ở đây có 3. 1. Bị thiêu rán khắp. 2. Xiên sắt xiên nướng. 3. Hẻo sắt giã nện. 7. Khổ tướng ở ngục cực thiêu nhiên, khác với ngục trên. Có nghĩa là dùng chĩa ba sắt tam nhiệt xiên từ dưới lên, xiên suốt hai cánh tay và đỉnh đầu. Do vậy mà mắt, tai, miệng, lỗ chân lông, lửa mạnh bốc ra. Lại dùng lá đầu lá sắt lớn tam nhiệt gói thân chúng lại, rồi đem chúng quăng vào vạc sắt lớn, đựng nước cho tam nhiệt đầy ắp như trên mà nấu mà ninh. Khi nước vạc sôi thì khiến hữu tình trong này lan lộn, lặn ngụp cùng với nước sôi, khiến cho máu thịt cùng với da rẻ gân mạch của chúng đều tiên tan giữa nát, chỉ còn trơ lại xương cốt gông cùng. Lát sau lại đem lọc ra, rồi đặt lên trên nền sắt nóng, khiến da thịt máu mạch lại sinh như cũ, lại đặt vào chảo, rồi lại làm như ở trong đại nhiệt na lạc ca, bị khổ lâu dài, đến khi nghiệp hết thì mới được ra. Nỗi khổ ở ngục này có 3. 1. Bị chĩa 3 xiên. 2. Bị gói bằng lá sắt. 3. Bị ninh nấu bằng nước sôi. 8. Khổ tướng phải chịu ở trong ngục vô gián đại na lạc ca. Trên nền sắt tam nhiệt lớn, nhiều trăm du thiện na ở phương đông, có trồng lửa mạnh bốc lửa mà đâm hữu tình ở đó thủng da thấu thịt, đứt gân vỡ xương, lại thấu tận tủy, cháy như nước mỡ. Như vậy các người thành lửa mạnh, cứ như vậy các chỗ khác cũng bị ngọn lửa đâm như thế. Do vậy mà loài hữu tình ở đó hòa lẫn với lửa mạnh, chỉ thấy thành một đống lửa, từ bốn phương ngọn lửa kéo tới hòa trộn vào nhau, không có chỗ nào hở. Nỗi khổ đau phải chịu cũng không có lúc nào ngơi, chỉ nghe tiếng kêu gào đau đớn mới biết là có chúng sinh. Lại lấy nia sắt đựng đầy than sắt nung đỏ mà dê sải các hữu tình đó, rồi đặt trên nền sắt nóng, bắt chúng trèo lên núi sắt cực nóng, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, rút lưỡi của chúng từ trong miệng ra, dùng trăm đinh sắt đóng căng lưỡi ra, khiến lưỡi không nhăn như căng da trâu, lại lật ngửa ra. Trên nền sắt nóng, lấy kìm sắt nóng kẹp miệng khiến phải há miệng ra, rồi nhét viên sắt nung đỏ vào miệng, lập tức thiêu cháy cả miệng và yết hầu, thấu tận phủ tạng, rồi từ phía dưới mà ra ngoài, lại đổ nước đồng sôi vào trong miệng chúng, thiêu đốt yết hầu và miệng của chúng thấu tận phủ tạng, rồi từ phía dưới mà chảy ra ngoài. Các khổ não khác thì như ở ngục cực thiêu nhiên, bị khổ lâu dài đến khi nghiệp hết thì mới được ra. Nỗi khổ ở ngục này có 6. 1. Bốn phương lửa đâm. 2. Than sắt dê xài. 3. Lên xuống núi sắt. 4. Lưỡi đóng đinh sắt. 5. Bắt nốt viên sắt. 6. Nước đồng đổ miệng. Này ở đây chỉ nói qua về các khổ cụ thô hiển, các hình phạt nặng nề rõ rệt, chứ chẳng phải là trong đại địa ngục không có các khổ cụ khác. Trên đây là nói về khổ tướng của 8 nhiệt địa ngục căn bản